Thưa quý vị, vậy là một mùa Vu Lan nữa lại đang về trong niềm hân hoan của tất cả những người con Phật. Vu Lan là dịp để tất cả chúng ta gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới đấng sinh thành, tới tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người đã tạo nên hình hài của tất cả chúng ta như ngày hôm nay. Và bên cạnh đó, trong một mối tương quan rộng lớn hơn, thì Vu Lan cũng là dịp để tất cả chúng ta, những người con Phật tử, gửi lòng biết ơn và tri ân của mình tới tất cả những điều tốt đẹp mà chúng ta đã được thọ nhận trong cuộc đời này. Và để ngày hôm nay chúng ta có thể ngồi ở đây cùng với nhau dưới một bầu trời hòa bình như thế này, chúng ta vô cùng biết ơn tới các anh hùng, thương binh, liệt sĩ đã ngã xuống, hy sinh để bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Và thưa quý vị, Vu Lan năm nay tại Chùa Phật Quang thì thực sự là một mùa Vu Lan đặc biệt khi mà chúng ta được đón nhận một vị khách mời cũng vô cùng đặc biệt, là một nhân chứng sống của lịch sử, là một người đã góp phần tạo nên chiến công oanh liệt và thắng lợi ở chiến dịch 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Và con xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay, đó chính là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, anh hùng Liên Xô, Trung tướng Phạm Tuân. Vâng ạ, ngay sau đây, không để quý vị phải chờ đợi lâu nữa, sau đây con xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu Trung tướng Phạm Tuân. Dạ thưa bác, lời đầu tiên cho phép cháu xin được thay mặt cho đại chúng Chùa Phật Quang xin được gửi lời cảm ơn cực kỳ nhiều từ đáy lòng mình tới bác đã nhận lời mời tham dự chương trình ngày hôm nay. Đó thực sự là một niềm may mắn lớn đối với toàn thể đại chúng Chùa Phật Quang ạ, thưa bác. Xin cảm ơn. Vâng ạ, thưa quý vị, cuộc đời binh nghiệp của Trung tướng Phạm Tuân gắn liền với rất nhiều cái đầu tiên. Là phi công đầu tiên bắn rơi pháo đài bay B-52 của Mỹ và là người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ và cũng là người Việt Nam đầu tiên đón nhận 3 huân chương là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động và anh hùng Liên Xô. Và đằng sau những chiến tích ấy thì có rất nhiều những câu chuyện mà rất nhiều người chưa biết đến. Và ngày hôm nay cho phép cháu xin được là một người bạn đồng hành cùng với bác để cùng kể lại những cái hành trình của cuộc đời bác đã đi qua, được không ạ? Cảm ơn bác rất nhiều. Vâng ạ, thưa bác, lần thứ hai bác đến với chùa Phật Quang, vậy cảm xúc của bác lúc này là như thế nào về ngôi chùa Phật Quang? Xin mời bác ạ. Kính thưa Thượng tọa Thích Trân Quang, kính thưa các tăng ni Phật tử, tôi rất là vui và đặc biệt là rất là cảm động được đến chùa đúng vào dịp lễ Vu Lan và lại được những tình cảm rất là ấm áp của chủ trì chùa cũng như các tăng ni Phật tử dành cho tôi. Tôi nghĩ rằng đây là một cái hết sức vinh dự, là một người lính chiến đấu 50 năm phục vụ trong quân đội, sau khi trở về hưu lại được nhân dân và đại diện là các tăng ni Việt tử hôm nay đón trong cái không khí long trọng như thế này, tôi nghĩ tôi hết sức tự hào và hết sức cảm động. Xin cảm ơn những tình cảm của tất cả các thầy, các tăng ni Phật tử đã dành cho tôi hôm nay. Chúng cháu cũng vô cùng xúc động khi bác cũng có mặt trong chương trình ngày hôm nay ạ. Và thưa quý vị, trước khi đến với phần giao lưu, cho phép con xin được giới thiệu một đôi nét về cuộc đời của Trung tướng Phạm Tuân. Trung tướng Phạm Tuân sinh ngày 14 tháng 2 năm 1947 tại xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Vào năm 1965, ông nhập ngũ vào binh chủng không quân. Năm 1967, tốt nghiệp trường phi công quân sự Liên Xô và được biên chế lái máy bay chiến đấu tại Trung đoàn Không quân Sao Đỏ. Ngày 18 tháng 12 năm 1972, ông bắn rơi máy bay B-52 và trở thành người đầu tiên bắn hạ được loại máy bay này từ trên không và trở về an toàn. Năm 1973, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Năm 1977, ông học tại Học viện Không quân Gagarin. Từ 23 tháng 7 năm 1980 đến ngày 31 tháng 7 năm 1980, ông thực hiện chuyến bay vào vũ trụ cùng đội bay quốc tế. Năm 1980, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động Việt Nam, Huân chương Hồ Chí Minh, cấp bậc Trung tá. Cùng năm này, ông được tặng Huân chương Lenin và Anh hùng Liên Xô.
Năm 1982, tốt nghiệp Học viện Không quân Gagarin. Năm 1988, ông là Phó Tư lệnh Chính trị Quân chủng Không quân. Năm 1999, ông giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, quân hàm Trung tướng. Và năm 2008 cho đến nay thì Trung tướng Phạm Tuân nghỉ hưu tại nhà riêng ạ. Thưa quý vị, đó là một đôi nét về cuộc đời Trung tướng Phạm Tuân. Vâng, thưa bác, bác có thể chia sẻ cái cơ duyên nào để bác có thể đến với ngành vũ trụ cũng như là khi chúng ta bắt đầu vào bộ đội và trở thành một phi công ạ? Đó là một cái cơ duyên như thế nào ạ, thưa bác? Nói cơ duyên đến với không quân, đến vũ trụ thì nó cũng đơn giản lắm. Tôi lớn lên trong lúc mà đất nước chúng ta đang có chiến tranh, đặc biệt là trong lúc Mỹ đem máy bay ra đánh vào miền Bắc. Thế cho nên là lúc đó thì tất cả người dân chúng ta đều lên đường nhập ngũ cả. Tôi sinh ra tại một làng quê ở miền Bắc, giáp với biển, một vùng quê nghèo. Nên là học, lúc bây giờ đang học lớp năm cuối của phổ thông, thì đi tuyển phi công nhưng mà không trúng phi công. Nên là tôi sang Liên Xô đi học thợ máy. Đi học thợ máy được một thời gian thì rất nhiều phi công không bay được, nên là người ta lại tuyển lại từ 300 thợ máy lấy 10 người để lên bay. Thế đấy là cái lần thứ nhất là tôi may mắn là tôi rất thích được đi bay. Nhưng mà đi tuyển phi công thì lúc bây giờ là tim phổi của mình thế nào đó, nên là bác sĩ bảo không được, nên phải đi học thợ máy. Nhưng sau một thời gian rèn luyện ở trên đất nước Nga thì có lẽ nó cũng được ăn ở nó tốt hơn, rồi thì rèn luyện nó tốt hơn, nên là sức khỏe nó cũng tốt, nên là tôi được chuyển lên bay thành phi công. Và cuối cùng thì thành phi công chiến đấu, và chiến đấu cho đến năm 72 thì bắn rơi B-52 như các tăng ni Phật tử đã nhìn thấy. Thế còn thì lại một cơ duyên nữa là khi bay vũ trụ thì các bác sĩ thấy rằng là trước đó tôi sức khỏe đã không tốt rồi, nên là không tuyển tôi vào đội để đi bay vũ trụ, mà tất cả các phi công Việt Nam đi tuyển. Thế nhưng mà lúc bây giờ tôi đang học ở bên Liên Xô, nhưng mà người ta yêu cầu là phải tuyển được 4 người để đem sang Liên Xô tuyển, chọn lấy 2 người, một người chính thức, một người dự bị. Nhưng mà rồi tất cả phi công Việt Nam đi tuyển thì chỉ tuyển được có 3 người thôi, lại thiếu mất một người. Thiếu một người thì lúc bây giờ tôi đang ở Liên Xô rồi, thôi người ta bảo thôi thì ông vào cái đội đó cho nó đủ 4 người. Bây giờ ta cho nó đủ mà. Thì đằng nào cũng đã chọn một người là anh khác rồi. Thế nhưng đến khi tuyển đi tuyển lại một nửa tháng đi khám tuyển ở bên Liên Xô, thì đến lúc tuyên bố trúng tuyển thì người ta lại tuyên bố là tôi trúng tuyển. Thế cho nên là cái số phận nó thế nào đó, mình cứ toàn đi từ dưới lên thôi. Nên là tôi có nói sau này nếu mà tôi có viết chuyện, viết hồi ký gì thì tôi viết là ngược dòng. Nghĩa là đi từ anh thợ máy, xong phi công MiG-17, chuyển từ MiG-17 sang MiG-21, rồi thì từ MiG-21 lên bay vào vũ trụ. Trong khi đó thì các bác sĩ Việt Nam đều bảo mình ốm yếu cả, nhưng mà bác sĩ Liên Xô không biết thế nào, họ lại thích tôi thế nào đó, nên là họ lại tuyển mình. Nên là tôi cũng rất may mắn trúng tuyển và trở thành phi công vũ trụ đầu tiên của Việt Nam. Vâng ạ, thưa bác, đó thực sự là một cái cơ duyên rất bất ngờ trong cuộc đời này mà chúng ta không thể biết trước được, đúng không ạ? Và trong chương trình giao lưu ngày hôm nay thì để quý vị Phật tử có thể hiểu rõ hơn thì cháu xin phép được chia thành hai phần. Phần đầu tiên sẽ là những câu hỏi về chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, cũng như là phần bác đã bắn rơi máy bay B-52, và phần thứ hai là người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Và bây giờ thì là câu hỏi đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ trên không. Thưa bác, trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không thì bằng đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn, chúng ta đã xây dựng được thế trận phòng không không quân rộng khắp và đã tạo nên chiến thắng năm 1972. Và bác Hồ đã căn dặn rằng dù Mỹ có B-52, B-57 hay là B gì đi chăng nữa thì chúng ta đánh là mà đã đánh là phải thắng. Nhưng cho đến nay thì có rất nhiều người thắc mắc là tại sao đến tận ngày thứ 9 thì quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta mới bắn rơi được chiếc máy bay B-52 đầu tiên. Vậy thì cái B-52 nó có điều gì đặc biệt mà chúng ta khó có thể bắn rơi được như vậy ạ, thưa bác? Nói đến câu hỏi này thì nó dài lắm, nhưng mà tôi xin nói vắn tắt thế này. Mỹ bắt đầu đánh ra miền Bắc từ mùng 5 tháng 8 năm 64 cho đến tháng 12 năm 72, thế thì cũng 7-8 năm đánh, đúng không? Thì chúng dùng tất cả các loại máy bay mà Mỹ có lúc bây giờ, từ máy bay F-4, F-105 cho đến các loại máy bay hiện đại khác đánh ra miền Bắc, tập trung đánh ra miền Bắc để làm sao ngăn chặn sự chi viện miền Bắc cho miền Nam.
Và để làm sao mà Mỹ làm chủ được, làm chủ được chiến trường miền Nam. Thế nhưng mà Mỹ đánh mãi, miền Bắc chúng ta vẫn tồn tại và vẫn phát triển và vẫn chi viện cho miền Nam được. Thế thì Mỹ quyết định là phải đánh vào Hà Nội, đánh vào đầu não của Hà Nội và dùng loại máy bay hiện đại nhất để đánh vào Hà Nội, làm sao tan nát Hà Nội ra, không chịu được nữa thì lúc bây giờ chúng ngồi vào bàn đàm phán, chúng sẽ có lợi. Thì đấy là ý định của Mỹ là như thế. Thế còn B-52 thì là cái quả đấm cuối cùng rồi, gọi là máy bay chiến lược mà. Nó thì nó bay ở độ cao 10 cây số mà tốc độ nó không lớn lắm, 900 cây số thôi, nhưng nó đeo tới 30 tấn bom, mỗi một chiếc máy bay 30 tấn bom nó đeo. Thế thì nó muốn đi được vào ấy thì nó không đánh ban ngày, nó đánh ban đêm để cho phi công của chúng ta bay lên bằng mắt thường không nhìn thấy, không đánh được. Cái thứ hai là nó nhiễu điện tử, nhiễu radar dẫn đường, nhiễu radar tất cả các loại radar, nên là khi nó bay vào thì màn hình của chúng ta nhiễu lên không nhìn thấy gì cả. Các tăng ni Phật tử đã xem vô tuyến không? Nên khi nó bình thường thì nó rõ một một, nhưng đến khi nó nhiễu, nó chớp không nhìn thấy gì nữa, thì dưới đất cũng không dẫn được phi công, phi công trên trời cũng không dẫn được nữa. Thì cuối cùng là nó bịt mắt chúng ta và nó cứ thế nó đi vào, nó đánh. Đấy. Chưa kể đến là trước khi nó đánh B-52 vào Hà Nội thì nó đánh toàn bộ các sân bay cùng một lúc. 15 phút trước khi B-52 vào là tất cả các sân bay miền Bắc nó dùng F-4, F-35 nó đánh tan nát hết để máy bay của chúng ta không xuất kích được. Thế rồi thì trên trời nó có hàng đàn máy bay như thế này. Cái thì bay ở trên đỉnh sân bay của chúng ta, cái thì chặn phi công chúng ta ở giữa đường. Rồi thì bay trong đội hình của B-52 có hàng chục chiếc F-4 nó đi theo, nó yểm hộ. Nghĩa là nó ngăn chặn cho phi công của chúng ta làm sao không tiếp cận được với B-52. Thế thậm chí nó còn có cả loại tên lửa nhiều môi nữa. Khi ta ngắm vào B-52 ta bắn, chúng ta bắn tên lửa ra thì nó lại thả ra một quả tên lửa khác, là tương đương như cái máy bay. Thế thì tên lửa của chúng ta không bay vào máy bay B-52 mà lại bay vào cái quả tên lửa nhiều môi của nó như vậy. Thế cho nên là tất cả các biện pháp nó đã thực tập hết, các đồng chí ạ, các bạn ạ. Nó đã thực tập hết một cái chiến dịch đánh như thế. Nó có hết vũ khí của chúng ta mà, nó biết hết tần số bao nhiêu rồi thì tên lửa gì, máy bay cất cánh ra sao, nên nó diễn tập hết tất cả các thứ để nó vào Hà Nội coi như đi vào đi ra. Sau chiến tranh thì tôi có gặp một phi công Mỹ ở trong Hỏa Lò. Thế thì tôi mới hỏi thằng phi công Mỹ đó là thế thì ông lái máy bay B-52 vào Hà Nội thì ông suy nghĩ gì? Trước khi vào Hà Nội ông suy nghĩ gì? Thì tên phi công đó có nói rằng là chúng tôi biết hết tên lửa của công, thậm chí trận địa đặt ở đâu, có bao nhiêu quả tên lửa chúng tôi biết hết, máy bay của ông có bao nhiêu chiếc, bao nhiêu sân bay chúng tôi biết hết, chúng tôi che chắn hết rồi, nên là chúng tôi chỉ có bay vào rồi bay ra thôi, không có lo lắng gì cả. Thế tôi mới hỏi ông, tôi hỏi thêm câu nữa, thế thì bây giờ ông bị rơi và ông vào tù đây, ông ngồi ở đây thì ông suy nghĩ gì? Lúc bây giờ đó mới ngật ngừ đó, bảo cái đó mới là cái khó trả lời. Thì muốn nói rằng đấy, Mỹ trước khi vào cứ suy nghĩ hết là không, chúng ta không thể đánh được. Nhưng không ngờ chúng ta đánh rơi, mà đánh rơi quá những cái gì chúng ta tưởng tượng. Đầu tiên chúng ta định nghĩa là bắn rơi khoảng 2% thì Mỹ không có vấn đề gì. Bắn rơi 7-8% là Mỹ khó khăn. Bắn rơi 10% thì Mỹ sẽ thua. Nhưng mà trong chiến dịch đó chúng ta bắn rơi tới gần 17% B-52. Thế cho nên đấy là cái đặc biệt của Việt Nam chúng ta. Và có lẽ thế giới cũng rất kinh ngạc. Mỹ kinh ngạc rồi nhưng mà thế giới hết sức kinh ngạc về cái này. Và chính cái chiến thắng lớn như thế thì Mỹ mới ký kết Hiệp định Hòa Bình. Và hôm nay chúng ta ngồi dưới bầu trời hòa bình như thế này là có một cái phần đóng góp rất lớn của quân và dân Hà Nội trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không. Chúng cháu xin được cảm ơn câu trả lời của bác. Và bắt đầu từ câu trả lời này, chúng cháu đang cảm nhận như mình đang được sống trong một bầu không khí lịch sử đang quay trở lại thời điểm này. Vâng, thưa bác, trong cái thời kỳ đó thì Mỹ đã giải khoảng 20.000 tấn bom đạn vào miền Bắc Việt Nam và mong muốn là đưa miền Bắc Việt Nam quay trở về với thời kỳ đồ đá. Và có thể nói là máy bay B-52 đã bịt mắt quân đội phòng không quân Việt Nam với việc là làm nhiễu sóng tất cả các máy bay. Vậy thì làm như thế nào mà bác lúc ấy
tắt đi radar, không nhận radar nữa, chỉ bằng mắt thường của mình với một chiếc MiG-21 của Liên Xô cũ để có thể bắn rơi máy bay B-52 bằng mắt thường ạ. Điều này thực sự rất tuyệt vời và chúng cháu rất muốn lắng nghe điều này ạ, thưa bác. Tôi thì sau khi tham gia chiến đấu đánh B-52 rồi thì gặp rất nhiều phóng viên các nước bạn bè của ta cũng nhiều, mà phóng viên các nước đối lập của chúng ta cũng nhiều. Anh, Pháp, Mỹ là tôi gặp hết. Thì người ta đều hỏi một câu là tại sao không quân nhân dân Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam lại đánh thắng được B-52 của địch. Đấy là một câu hỏi mà cho đến giờ rất nhiều học giả nghiên cứu, rất nhiều cây bút viết nhưng cũng không lý giải hết được. Có lẽ chúng tôi là những người trong cuộc thì hiểu nó tường tận hơn được vấn đề này. Thì hôm nay tôi xin nói dài dài một chút về vấn đề này. Thế thì chúng ta cứ hay nói là cái tài tình của Đảng, của dân tộc, của Bác Hồ của chúng ta. Nhưng phải nói trước hết là chúng ta đã dự đoán được trước sau Mỹ cũng dùng B-52 đánh ra Hà Nội. Thì khi bắt đầu Mỹ có B-52 thì Bác Hồ đã gọi tư lệnh không quân lên căn dặn là Mỹ nó có hai B-52 rồi, các cháu phải chuẩn bị đánh B-52. Bây giờ chưa có vũ khí gì đánh được nó, nhưng phải suy nghĩ rồi đến lúc nó đánh chúng ta phải đánh được. Thế nên là bác nói câu là dù Mỹ có B-52 hay B-57 hay B gì đi nữa chúng ta cũng đánh, và đã đánh là phải thắng. Đấy, Bác Hồ đã căn dặn không quân như thế này. Nhưng mà bác lại tài tình thêm nữa. Tài tình thêm một bước nữa. Bác Hồ có dạy là Mỹ thế nào cũng thua, nhưng chúng chỉ thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội. Nghĩa là Mỹ thua sau khi đánh vào Hà Nội, không đánh thắng chúng ta thì Mỹ sẽ thua. Chính về những cái đó, cái phán đoán tài tình như vậy, nên là quân và dân chúng ta chuẩn bị từ đánh B-52 rất sớm, rất sớm. Tôi năm 67 tôi tốt nghiệp trường bay của Không quân Liên Xô, nhớ cách đây là 51 năm rồi, cũng lâu lắm rồi, 51 năm. Thì lúc bây giờ tôi được giữ lại ở bên Liên Xô luôn để bay đêm, bay đêm. Lúc bây giờ bay bằng MiG-17 thôi, nhưng cũng bay đêm. Và sau này mới biết rằng từ bấy giờ chúng ta đã chuẩn bị lực lượng để cho đánh B-52 sau này. Thế cũng đến năm 68 thì Không quân dân Việt Nam thành lập phi đội đầu tiên đánh B-52, có khoảng 10 người thôi, chuyên bay đêm để tập để đánh với B-52 là chính. Thế thì suốt từ 68, 69, 70, 71 cho đến năm 72, phi đội đó chỉ sử dụng để ban đêm thôi, không đánh ban ngày. Nếu đánh ban ngày có thể có anh này anh khác rơi, cuối cùng B-52 nó vào, không lẽ ai mà đánh được. Thế cho nên phi đội đó là đặc nhiệm chỉ có để đánh B-52 ban đêm, mà giữ suốt từ năm 68, 69, 70, 71, 72. Thế cho nên là đấy, tôi muốn nói là chúng ta chuẩn bị lực lượng từ rất sớm như vậy. Thế cho nên còn phi công chúng tôi được giao, nếu có B-52 và Hà Nội, bất cứ tình huống nào cũng phải cất cánh. Dù ban ngày, ban đêm, dù mưa, dù nắng, B-52 vào là phải cất cánh, phải cất cánh. Bằng được ngăn cản không để B-52 rơi vào Hà Nội. Đấy là nhiệm vụ giao cho Không quân chúng tôi là thế. Thế cho nên là sau này thì chúng tôi cũng phát biểu rất nhiều. Cũng có những anh nói là nếu mà bắn một quả tên lửa, hai quả tên lửa nó không rơi thì sẵn sàng dùng cả máy bay của mình đâm vào B-52 để nó rơi. Bởi vì phi công các nước trên thế giới người ta làm cái chuyện đó nhiều chứ không phải chỉ chung chúng ta đâu. Thế nhưng mà cái đó không phải là phương án tốt nhất, đúng không nào? Thế giờ mỗi B-52 nó vào lại một anh phi công hy sinh thì còn lấy đâu phi công mà đánh nhau nữa. Thằng Mỹ nó có 200 cái B-52 mà chúng tôi chỉ có 12 phi công đánh ban đêm thôi. Thế thì làm sao mà đủ phi công để tấn công theo kiểu, làm sao chúng ta đánh rơi nó mà chúng ta về rồi chúng ta cất cánh chúng ta đánh tiếp, thì với đấy là cái trí tuệ của chúng ta. Thế thì đấy là nói thì nó nói như vậy. Thế cái nữa là chúng ta chiến thắng ở sức mạnh tổng hợp chiến tranh nhân dân. Tôi bây giờ tôi bay cất cánh lên đêm 18 tháng 12 tôi là người đầu tiên cất cánh lên đánh B-52 rồi. Thì cất cánh lên là cả bầu trời rực lửa. Ở tầm thấp thì dân quân tự vệ, cả pháo cao xạ bắn.
Thế lên độ cao trung bình thì máy bay tên lửa, lên độ cao nữa cũng lại máy bay tên lửa bắn. Nghĩa là máy bay của địch vào tầng nào chúng ta cũng bắn. Nên là địch không đi đâu thoát được cả. Và chính vì vậy nên là khi mà chúng ta phóng tên lửa lên là địch chạy nháo nhào hết cả. Thế thì nhiễu thì nó từng cụm một thôi. Nên đôi khi là lộ mục tiêu, cuối cùng chúng ta bắn được. Thế cho nên là kết luận lại thì có thể nói rằng là đánh được B-52 trước hết là phải nói là cái dự đoán tình hình rất chính xác. Từ cái dự đoán tình hình rất chính xác, chúng ta chuẩn bị lực lượng rất kỹ, rất đầy đủ. Cái thứ ba là ý chí của dân tộc Việt Nam chúng ta. Sự kết hợp hài hòa ba thứ quân, lực lượng, dân quân tự vệ, cao xạ, bộ đội tên lửa, bộ đội không quân. Chúng ta tạo nên một sức mạnh tổng hợp vô cùng to lớn, và chính những nhân tố đó đã dẫn chúng ta đến chiến thắng. Và chúng cháu thực sự muốn tò mò thêm một chút nữa là cái hành trình khi bác bay lên, bác gặp máy bay B-52, bác tắt radar đi và bác bắn bằng mắt thường như thế nào ạ, thưa bác? Nếu nói như thế thì phải nói là như nãy Quỳnh có hỏi là tại sao đến mãi đến 8-9 đêm chúng ta mới bắn rơi được máy bay B-52. Từ đêm đầu tiên không quân xuất kích, tôi là người xuất kích đầu tiên. Xuất kích lên gặp B-52 ở Hòa Bình. Thế nhưng bây giờ là trận đầu tiên chúng ta gặp B-52 nên là không có kinh nghiệm. Nên là bật tăng lực đuổi theo B-52 thì bị F-4 nó nhào đến nó bắn. Nó bắn không thể nào đi được nữa, phải quay về hạ cánh. Thì quay về hạ cánh ở sân bay Nội Bài, với cái sân bay là đã bị địch nó đánh, rất nhiều quả bom rơi vào sân bay, đèn đường băng thì lốm đốm cái có cái không. Tôi hạ cánh không có ai chỉ huy cả, hạ cánh xuống máy bay chạm đất nhảy vào hố bom là gãy ba càng, ba cái càng máy bay nó bay đi luôn. Máy bay nghiêng 90 độ chạy bằng cánh như này, được khoảng hơn 100 mét rồi quay đầu 180 độ trở lại và máy bay lật ngửa đi. Tôi đập buồng lái chui ra, rất may là không bị thương, lại đi chiến đấu tiếp. Thế rồi các đêm sau các phi công của chúng tôi đều như thế cả, chiến đấu rất oanh liệt. Nhưng mà đấy, như tôi nói là nó nhiễu dẫn đường rồi sân bay mọi thứ. Giờ nếu mà chúng ta sân bay nó hỏng, chúng ta chỉ cách cất cánh chậm đi một phút thôi là cũng lỡ mất thời cơ rồi. Hai máy bay chúng ta đi ngược chiều nào, mỗi một phút đi 30 cây số. Thế thì một phút nghĩa là 2 giây, mất cây số rồi. Thế mà chậm đi khoảng 2-3 giây là thôi, không đuổi kịp địch được. Thế cho nên là tất cả những cái đó, hay là thằng địch đó, nó lên trời ấy mà, nó thấy máy bay của chúng ta, nó đôi khi nó không bắn rơi được đâu. Nó nhào qua một cái thì chúng ta thấy nó, chúng ta phải cơ động, chúng ta tránh, đúng không nào? Tránh đi một tí, thế này là quay trở lại là mục tiêu B-52 nó đã chạy mất rồi. Thì tất cả những cái đó nó gây vô cùng khó khăn cho không quân của chúng ta. Nhưng mà trong cái khó đó, nó nảy ra những cái để cho chúng ta phải suy nghĩ. Chúng tôi phi công lúc giờ suy nghĩ lắm các bạn ạ. Trước đó thì anh nào cũng xung phong đi đánh nhau để bắn rơi lấy một vài máy bay của địch. Thế nhưng mà đến giờ nhiệm vụ đến rồi mình không hoàn thành, chưa đánh được máy bay. Tất cả toàn bộ bộ đội không quân, hàng bao nhiêu vạn con người thì cứ nhìn lại gửi gắm vào chúng tôi có 12 con người thôi. Chỉ mong sao không quân bắn lấy một chiếc máy bay thôi, B-52 thôi. Tất cả loại máy bay khác chúng ta bắn rơi hết rồi. Nhưng mà bây giờ chỉ làm sao các anh ơi, các anh cố gắng lên bắn lấy một chiếc B-52 để không quân chúng ta thể hiện được là chúng ta thắng máy bay của Mỹ. Thế nên là lúc bây giờ khao khát chiến thắng lắm. Hy sinh thì không sợ đâu các bạn ạ. Hy sinh không sợ đâu. Nói không sợ thì không đúng. Nhưng mà chúng ta sẵn sàng vượt qua nó để chúng ta làm cái lớn hơn. Thế nhưng mà không làm được, chưa làm được. Nên là lúc bây giờ chúng tôi gọi là bức xúc vô cùng. Thế thì sau đó thì giữa cái đêm Noel ấy, địch nó nghỉ, nó không đánh. 24 tháng 12 nó không đánh. Thì chúng tôi mới rút kinh nghiệm, từ Bộ Tư lệnh trở xuống rút kinh nghiệm. Cái bầu trời Hà Nội nó nhỏ lắm. Nó quanh quanh Hà Nội có mấy trăm cây số vuông thế này thôi, mà mỗi một đêm nó vào mình 50-70 lần B-52, 300 chiếc máy bay các loại nữa, là khoảng 400 máy bay nó quần trên bầu trời của chúng ta một lúc như thế này. Thế thì bây giờ chúng ta không ở trong Hà Nội nữa, chúng ta đi ra bên ngoài xa đi. Đem máy bay ra ngoài, đem radar ra ngoài, phi công hạ cánh ở những cái đường ngắn hẻo ở bên ngoài.
Và từ đó, từ bên ngoài chúng ta đánh vào, chứ không phải đánh đối đầu với nó nữa. Thì chính những cái phát hiện đó và đã giúp chúng ta làm nên chiến thắng. Tôi hôm ấy là tôi cất cánh từ Hà Nội lúc 6 giờ tối, chuyển lên sân bay Yên Bái. Thì địch cũng không biết là chúng ta đã có máy bay Yên Bái, mà địch vừa đánh sân bay Yên Bái hôm trước xong. Nhưng mà dân lại vào, hàng vạn người dân vào sửa đường băng. Chỉ một đoạn ngắn thôi, chúng tôi lên đấy, địch cứ đinh ninh là máy bay của chúng ta không có ở đấy. Thế cuối cùng là tôi cất cánh từ sân bay Yên Bái, vòng sang biên giới Lào, quay về Sơn La, Lai Châu và bắn rơi máy bay của địch ở trên bầu trời Sơn La. Thì đấy là những cái trong khó khăn chúng ta đã vượt qua được, chúng ta tìm ra được cách đánh. Và chính những cái đó là Mỹ và đồng minh không thể hiểu nổi được chiến tranh nhân dân của chúng ta là như thế nào. Đấy là nguồn gốc chiến thắng của chúng ta. Vâng ạ, sau khi bắn rơi chiếc máy bay B-52 đầu tiên và còn sống quay trở về an toàn thì năm 1973 bác được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và bác có chia sẻ rằng chiến công của mình có đến 80% là may mắn. Nhưng phải chăng may mắn ở đây chính là cái việc chúng ta biết chớp lấy thời cơ thì đó mới làm nên chuyện. Và cụ thể là máy bay B-52 bây giờ đã được bác bắn rơi, đúng không ạ? Sự may mắn phải là người biết chớp thời cơ, đúng không ạ thưa bác? Tôi nói cái may mắn ở đây thì có lẽ thế này, chúng ta có thể nói là thời cơ, đúng không nào? Thời cơ nó đặt ra chia đều cho mọi người, đúng không? Có thể đều gặp một tình huống như vậy, nhưng có người làm được chứ có người không làm được, chứ không phải là cứ may mắn là cứ tự nhiên nó đến với mình. Tôi muốn nói cái ý đó, đúng không? Thì cũng có những phi công phát hiện địch ở đằng trước, đánh anh vòng khỏe một tí, anh kéo vào thì đôi khi anh bắn rơi nó. Nhưng mà anh lại động tác có thể nó chưa chuẩn một cái thì nó lại trượt ra ngoài mất, rồi không bắn rơi được. Thì đấy là mất thời cơ, người ta gọi là mất thời cơ. Thế cho nên là thời cơ ở đây muốn nói là hoàn cảnh nó như thế, điều kiện như thế. Nhưng con người phải có bản lĩnh, đúng không? Nếu những người không có bản lĩnh thì không làm được. Tôi nói là ý chí là có thừa, đúng? Người Việt Nam chúng ta là ý chí có thừa. Nhưng mà có ý chí rồi chưa chắc đã làm nên chuyện đó. Anh không có kỹ thuật không làm được, không kỹ thuật không làm được. Thế cho nên đấy tôi muốn nói là chớp được thời cơ thì biến cái may mắn đó bằng hiện thực, thành ra hiện thực. Và tôi chính là cái điều kiện như thế. Đêm 27 tháng 12 tôi cất cánh trong điều kiện cũng hết sức phức tạp. Vừa rời khỏi đường băng lên khoảng 200-300 mét đã F4 nó đã nhào nhào xung quanh rồi. Thì tôi báo cáo về sở chỉ huy là F4 nó chặn đường. Thì sở chỉ huy chỉ nói là tránh nó mà đi. Thì tôi vòng vèo một cái ban đêm thì tránh sang phải sang tí thì nó lại mất mục tiêu, lại đi thôi. Thế thì đến 200 cây số thì bắt đầu là phát hiện có B-52. Ở dưới đất nói là B-52 phía trước 200 cây số. Thế thì tôi tiếp cận vào gần đến 60 cây số thì tôi thấy cự ly nó gần lắm rồi. Nên là ở dưới cũng chưa khẩu lệnh nhưng mà tôi xin phép thả thùng dầu phụ và bắt đầu kéo máy bay lên. Mình chỉ chậm một tí thôi là không kịp được. Thế thì bắt đầu kéo bay lên thì B-52 đi phía trước, tôi đi ở giữa, F-4 nó đuổi theo đằng sau. Thì lúc bây giờ là mình nghĩ là sẵn sàng là F-4 nó bắn mình. Nhưng mà tôi nói với ở dưới là các anh theo dõi, khi nào là F-4 nó tiếp cận gần đấy thì thông báo để cho tôi cơ động. Nhưng mà mình cũng rất may là bay ở độ cao 10 cây, 11 cây số, tốc độ nó lên tới 1.500 cây số một giờ rồi. Nên là F-4 bay đằng sau cũng khó đuổi kịp. Thế nên là đến vào gần thì tôi kệ, không có quan tâm đến cái thằng F4 làm sao gì, chủ yếu nhìn vào cái đèn của máy bay B-2 đằng trước. Thì đến cự ly khoảng 3 cây số thì sở chỉ huy nói với tôi là số hiệu là 361 rồi. 361 bắn thoát ly ngay. Thế tôi nói là chờ tí. Khẩu lệnh thứ hai là bắn thoát ly ngay. Tôi nói là chờ tí lần thứ hai. Khẩu lệnh thứ ba là bắn thoát ly ngay. Sợ là tôi ham mục tiêu quá là đâm vào máy bay địch. Nên tôi nghe tốt và kéo máy bay lên, chỉnh được ngắm và bắn hai quả tên lửa đúng cái B-52. Thì đấy, thời cơ đó là như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta chần chừ một chút thôi, nó quay đằng sau, quay đằng trước, nhìn xem thằng địch nó ở đâu thế này thế khác, đôi khi chúng ta mất thời cơ. Đấy tôi nói là may mắn và thời cơ đó là chỗ như vậy. Đây thực sự là một bài học tuyệt vời cho chúng cháu. Từ những cái kinh nghiệm thực tế của cuộc đời bác,
Và thưa bác, mỗi khi nhắc về cái chiến dịch Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm thì bác từng chia sẻ rằng điều đầu tiên mà bác nhớ đến đó chính là cái nhíu mày của một viên phi công Mỹ đã bị bắn rơi. Ông ta bảo là vũ khí của chúng tôi là các ông đã biết hết, nhưng chúng tôi không thể lý giải được tại sao Mỹ lại thua trong một trận đấu không cân sức này, trong khi chúng tôi quá mạnh, còn các ông thì gần như là không có gì. Vậy thì bác đã, ngay lúc đó thì bác đã trả lời thắc mắc của viên phi công Mỹ này là như thế nào ạ, thưa bác? Như trên tôi đã nói đấy, tôi gặp phi công Mỹ thì có một anh phi công Mỹ là Kissinger, trung tá. Nó là trưởng ban hành quân của phi công Mỹ vào đánh với không quân nhân dân Việt Nam để tìm hiểu cái chiến thuật bắn rơi, bắn đánh máy bay của Mỹ ở miền Bắc. Nhưng mà nó không công nhận là nó bị không quân bắn rơi. Nó bảo bay như nó ấy, nó là một trong 8 phi công bay nhiều giờ bay nhất nước Mỹ lúc bây giờ. Nó bảo không quân nhân dân Việt Nam không thể bắn được nó. Nếu mà có bắn được nó chỉ có tên lửa bắn thôi. Thế mà sau khi nó nhảy dù xuống thì dứt khoát nó không trả lời phỏng vấn báo chí, nó không cho chụp ảnh, cứ chụp ảnh là nó giơ tay lên là nó bảo là bắt nó chụp ảnh chứ nó không chụp ảnh tự nguyện. Thế thì nhiều người đến hỏi quá không hỏi được. Thế thì Bộ Tư lệnh mới cử tôi với anh Ngô Duy Thư là đi vào với danh nghĩa là phi công vào gặp phi công. Thế thì vào đầu tiên thì nó nhìn chúng tôi bằng con mắt rất lạ, dẫn từ phòng nọ sang phòng kia, rồi thì để qua cửa, đi bước vào cửa là các anh chụp ảnh ngay, nhưng nó trước khi bước vào cửa đã giơ tay rồi, không chụp ảnh được. Thế sau khi ngồi xuống thì giới thiệu là đây là hai phi công đã từng bắn rơi máy bay của Mỹ, và anh Ngô Duy Thư là anh là đi số 2 cho một cái anh đã bắn rơi cái thằng này. Thế anh Ngô Duy Thư mới tả ra một trận chiến đấu. Cái trận nó bị rơi là máy bay của ông bay như thế này, 4 chiếc máy bay đi như thế này, chúng tôi xông vào và bắn ông rơi ở cái cự ly này, và khi máy bay của ông lật ngửa xuống thì ông nhảy dù ra. Sau đó nó nghe tả toàn bộ về trận đánh, nó mới công nhận là phi công Việt Nam chúng ta bắn rơi cái chính nó. Thằng Mỹ nó cũng ghê lắm. Thế thì tôi gặp thằng B-52 đúng cũng hôm đó, thế như nãy tôi hỏi đấy. Thế thì nó bảo tôi chả lo gì cả, vào Hà Nội thì tôi bịt mắt hết, tôi bay vào, tôi bay ra. Thế tôi bảo thế thì bây giờ ông ngồi đây ông nghĩ gì? Thì nó bảo cái đó thật khó, tôi cũng không biết trả lời thế nào được. Có lẽ cái đó là chính các ông là người Việt Nam thì các ông hiểu rõ hơn chúng tôi. Tôi mới nói rằng là đây là bản lĩnh, là trí tuệ của Việt Nam. Các ông có vũ khí hiện đại thì chúng tôi cũng có vũ khí không hiện đại bằng. Nhưng chúng tôi có cái đầu, có cái trí tuệ của người Việt Nam, mà chúng tôi đánh để bảo vệ đất nước của chúng tôi, nên các ông không bao giờ có thể thắng được. Tôi đã nói lại cái đó như vậy. Đấy là cái chuyện mà tôi với phi công Mỹ, tôi rất muốn gặp lại cái tên phi công Mỹ lúc đó và ngày nay. Nhưng mà tất cả những phi công đánh B-52 nó bị rơi ở miền Bắc ấy, nhiều lắm ấy. Thế nhưng mà mỗi lần kỷ niệm đánh B-52 mời nó sang Việt Nam nó không sang. Nó không sang, những anh nào mà nó bắn rơi phi công mình ấy, hăng hái lắm. Nó sẵn sàng sang đây để nó giao lưu, rồi nó nói chuyện, nó bắn phi công ta như thế nào, ta bắn nó như thế nào. Nhưng mà những anh mà B-52 không anh nào sang cả. Năm cách đây 4 năm, kỷ niệm 3 năm chứ, kỷ niệm đấy B-52, thì lúc bây giờ muốn mời các phi công Mỹ sang để có là nhân chứng mà. Nhưng mà không anh nào sang cả, chỉ độc nhất có một phi công trả lời qua truyền hình, trên mạng thôi chứ còn không sang đâu. Cảm ơn một cái thông tin hết sức là tuyệt vời và thú vị mà bác chia sẻ với cả toàn thể đại chúng ngày hôm nay. Vâng ạ, đó là những cái thông tin tạm khép lại một chút cái thông tin về chiến dịch Điện Biên Phủ trên không với máy B-52. Sau đây chúng con muốn bác chia sẻ về việc là phi hành gia đầu tiên bay vào vũ trụ. Vâng ạ, thưa bác, nhà thơ Tố Hữu có viết một đoạn thơ rằng: lạ lùng thay ta sống thật đây, gian khổ đêm ngày mà cứ tưởng bay trong mơ ước. Bữa cơm khoai ít thịt nhiều rau, mà ngăn sông làm biển, khoan biển làm giàu, chân dép lốp mà bay lên vũ trụ. Đây là một cái câu thơ rất là tuyệt vời của nhà thơ Tố Hữu. Khi mà biết là đất nước ta mới thoát khỏi chiến tranh, người dân còn nghèo, chỉ ăn rau thôi, gần như là không có thịt, mà ngăn sông làm biển, khoan biển làm giàu, chân dép lốp mà bay lên vũ trụ. Đó chính là một câu thơ để viết tặng cho Trung tướng Phạm Tuân. Vậy thì bác có thể chia sẻ là trước khi bay lên vũ trụ thì bác đã phải trải qua một cái hành trình rèn luyện thể lực phải nghiêm ngặt như thế nào để chúng ta mới đủ điều kiện để có thể bay lên vũ trụ ạ? Thực sự đây là một hành trình rất gian nan. Bác có thể chia sẻ với tất cả đại chúng ngày hôm nay ạ, thưa bác.
bay trên máy bay ấy, thì cũng đòi hỏi sức khỏe. Đòi sức khỏe. Tất nhiên sức khỏe của phi công ở đây nó khác, nó không phải là sức khỏe như các vận động viên hay những vận động viên cử tạ hay nhảy cao nhảy dài, đúng không? Nó không có yêu cầu sức khỏe cơ bắp, sức khỏe này khác, nhưng nó yêu cầu sức khỏe toàn diện, đúng không nào? Vừa nhanh nhạy phản ứng với tất cả các điều kiện trên không, vừa có đủ năng lực để tiếp thu kỹ thuật, nhưng cũng đồng thời có đủ sức khỏe để chịu đựng những lúc máy bay nó vòng vèo như thế này. Nghĩa là phải nói là sức khỏe toàn diện, chứ không phải nghiêng về một mặt nào đó. Thế thì đối với phi công chiến đấu cũng rèn luyện nặng lắm, nặng lắm. Nếu mà máy bay của chúng ta, đây là đa số các tăng ni Phật tử có lẽ cũng học phổ thông hoặc là tốt nghiệp phổ thông cả đó, cũng rất hiểu về vật lý, lực ly tâm, lực hướng tâm đó. Nếu máy bay MiG-21 kéo một cái vòng thẳng như thế này mà quá tải bằng 10, nghĩa là lực ly tâm đấy bằng 10, thì nó tạo ra một cái áp lực lên con người bằng 10 lần trọng lượng của mình đè lên mình. Thế tôi là 80 cân chẳng hạn, thì nếu mà kéo quá tải bằng 10, nó bằng 8 tạ nó đè lên người. Thế đồng thời là bao nhiêu máu nó ở trên đầu, nó chảy hết xuống chân, đúng không? Máu nó văng ra mà nó chảy hết xuống chân, là đầu thiếu máu, mắt thiếu máu. Đến lúc thiếu máu rồi thì nhìn ra bên ngoài đầu tiên nó vàng, tất cả nó thành màu vàng hết. Và sau đó nặng hơn là nó màu đen, không nhìn thấy gì cả. Thì đã có những phi công mà bổ nhào xuống ném bom bắn ở mặt đất như này, đến lúc kéo lên nặng quá, tối tăm mắt mũi không biết gì cả, thế mà đành phải giật dây dù, nhảy dù ra để máy bay nó tự động nó bay trên trời. Thì đấy, đấy cho nên là nó rất nặng như vậy. Thế nhưng bay vũ trụ thì nó lại còn khác nữa. Bay vũ trụ, các bạn vừa rồi nhìn thấy con tàu vũ trụ nó bay, đúng không? Ngồi trên cái quả tên lửa cao hơn 40 mét thế này, nó phóng cái vù một cái, nó phóng thẳng lên, lực nó đè níu xuống. Trong điều kiện như vậy, làm sao luôn luôn phải tỉnh táo, báo cáo về mặt đất và xử lý mọi tình huống trong quá trình con tàu nó bay như thế nào? Thì đấy là một cái đòi hỏi sức khỏe rất cao. Chưa kể đến đã bay vào vũ trụ rồi, thì có vấn đề gì anh cũng không thể hạ cánh xuống được. Nếu như phi công có thể hạ cánh xuống bất cứ lúc nào, tôi đau bụng, tôi nhức đầu, thì có thể là xin phép tôi xuống hạ cánh ngay. Nhưng bay vũ trụ không có. Bay vũ trụ đôi khi hạ cánh nó không rơi đất, rơi biển chết toi, không biết đâu mà tìm cả. Thế cho nên đòi hỏi người phi công vũ trụ phải quan trọng về sức khỏe. Nhưng mà cái đó không quan trọng lắm đâu các bạn ạ. Cái đó các bạn có thể rèn luyện được. Nhưng mà cái thần kinh tâm lý mới là cái quan trọng. Đấy, cái quan trọng. Trong vũ trụ mênh mông như thế, cách xa mà đất 400-500 cây số như thế, không khí thì bằng không, áp suất bằng không, bên ngoài bên nắng thì 80 độ dương, bên lạnh thì âm 80 độ. Trong điều kiện như vậy, tất cả cái chết nó luôn luôn rình mò xung quanh, nó làm cho tâm lý con người căng thẳng lắm. Thế chưa kể đến là trong điều kiện bay quanh vũ trụ không có trọng lượng, thì máu con người thay đổi hoàn toàn so với dưới đất. Nếu ở dưới đất ngồi thì máu nó chảy xuống chân, đúng không nào? Còn tim nó sinh ra để nó đẩy máu lên đầu là chính. Đẩy máu lên đầu là chính. Nhưng lên vũ trụ nó cắt mất cái sức hút trái đất rồi, nên là không chảy xuống chân nữa, ngược lại máu nó chảy lên đầu. Nên là đầu lúc nào cũng thừa máu. Các bạn cứ về thử ngủ không có gối xem đã thấy khó chưa? Nhưng mà đây nó còn gấp nhiều lần là ngủ không gối, giống như là chồng đưa chân lên trời mà chụp đầu xuống đất như vậy. Thế máu nó tròn lên đầu như thế thì nó làm cho rối loạn cái tiền đình thần kinh của chúng ta. Đấy, tôi muốn nói những cái đó là những cái đòi hỏi là phi công phải chịu đựng được. Chưa kể đến những cái phản ứng của phi công trong vũ trụ, thí dụ lắp ghép con tàu rất chính xác. Con tàu là một bên là 8 cái ổ khóa, một bên là 8 cái khóa. Thế làm sao mà anh đưa hai con tàu nó tiến lại gần nhau, nó lắp ghép lại với nhau với tốc độ 0,1 đến 0,2 mét một giây. Cái độ nghiêng này không được quá đi để làm sao mà 8 cái khóa nó khóa được. Thì đấy, những cái đòi hỏi nó phản ứng của phi công cực kỳ nhanh. Thế cho nên đòi hỏi cái tập luyện căng thẳng lắm. Tôi đã là phi công chiến đấu, và ngày xưa là phi công chiến đấu cũng là loại phi công khỏe chứ không phải là yếu. Thế nhưng vào tập vũ trụ thì mới thấy nó căng thẳng vô cùng, căng thẳng vô cùng. Tập đủ tất cả các thứ, tập sống ở trên đất, tập sống dưới biển, tập sống trong sa mạc, sống trong tuyết, nghĩa là tất cả những cái đó chúng ta phải tập luyện để
con tàu nó rơi xuống chỗ nào thì phi công cũng có vẻ tự dựng lều lên mà sống được mà. Thế cho nên đấy là một. Cái thứ hai là tập rực sức chịu đựng phản ứng của mọi điều kiện, để làm sao trong mọi điều kiện phi công đều phải tỉnh táo cả. Trên trời chỉ có hai thầy trò thôi. Bay trong không gian mênh mông như vậy, không có liên lạc với dưới đất. Một vòng quanh trái đất là 90 phút thì chỉ có liên lạc được khoảng 5 đến 10 phút thôi. Còn lại 80 phút là không có liên lạc. Tự phi công tự làm tất cả các thứ với nhau. Nên đòi hỏi anh phải thuần tục tất cả các động tác như vậy. Một cái điều kiện nữa là đòi hỏi tập luyện phải nặng, là nếu như lái ô tô, lái tàu, lái máy bay đều có thầy ngồi đằng sau, đúng không? Học trò ngồi, xong thầy ngồi, cứ ông cứ lái thử đi. Anh lái ra đường chán đi, bao giờ tôi thấy lái tốt thì tôi cho anh lái một mình. Nhưng con tàu vũ trụ lại không thế. Con tàu vũ trụ học, lên tàu là bay luôn, lên tàu là bay luôn. Nên đòi hỏi không cho phép anh được sai sót, sai được sai sót. Thì đấy, tất cả những cái đó nó đòi hỏi sự tập luyện của phi công hết sức thuần tục, hết sức nặng nề, hết sức thuần tục, không cho phép phi công sai bất cứ chuyện nào. Học ở đấy thì coi như là tôi sáng ngày đi trên xe vừa nói với anh chị em đi trong xe là mình vào đấy rồi thì mới thấy là coi như là gửi thân cho trời thôi. Không còn biết cái gì là lo nữa. Đi kiểm tra sức khỏe hàng tháng, hàng quý, hàng tuần, kệ họ, họ muốn kiểm tra cái gì họ kiểm tra, cũng chẳng lo là cái gì nữa cả. Đi thi cũng như thế thôi, mai thi, thi liên tục, ngày nào cũng coi như là kiểm tra cả. Coi như là nó thành cái thói quen đi, coi như là không còn cái gì riêng mình nữa, mà tất cả đều là của chung cả. Thế cho nên lúc bây giờ rèn luyện trong vũ trụ nó khó khăn, nó cái gian khổ như vậy đấy. Người Việt Nam chúng ta cũng có cái may là chúng tôi là phi công, đã được rèn luyện cả rồi. Nên là vào trung tâm đó thì phải nói rằng là 8 đội bay, nhưng mà chúng tôi học rất tốt. Học rất tốt, không thua bất cứ đội bay nào cả. Và tất cả các lần thi cử, mọi lần kiểm tra chúng ta đều đạt. Và tôi sang sau cùng, đánh nhau phải tập 3 năm nghe, tập 3 năm. Nhưng mà đoàn Việt Nam sang chỉ tập có 1 năm rưỡi. Những cái gì mà chúng tôi làm rồi ấy, thì Nga người ta bảo à các ông làm tốt rồi, không phải làm nữa. Thí dụ tập nhảy dù, tập bay, tập dưới nước này khác, chúng tôi sang cuối cùng nhưng mà nâng lên bay trước hai nước, đó là Mông Cổ và Cuba. Thế cho nên đấy là một cái phải nói là bản lĩnh con người Việt Nam vẫn tiếp tục thể hiện ở trong mọi lúc mọi nơi như vậy. Cảm ơn những chia sẻ của bác ạ. Vâng ạ, thưa bác, có một câu hỏi nữa mà cháu muốn dành cho bác, đó là khi bay vào vũ trụ thì các vật dụng mà bác mang theo đó chính là ảnh của bác Hồ Chí Minh, di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ảnh của đồng chí Lê Duẩn, huy hiệu của bác Hồ và lá cờ Đảng, cùng với đó là lá cờ Tổ quốc, và cuối cùng là một nắm đất bác lấy từ quảng trình ở Ba Đình lịch sử. Vậy thưa bác, lúc đó cảm xúc của bác như thế nào mà bác mang theo những di vật đó, và nó có giá trị như thế nào đối với bác nói riêng và đất nước, dân tộc Việt Nam của chúng ta nói chung ạ, thưa bác? Cái thời tôi bay ấy, năm 80 ấy, thì thế giới chưa nhiều phi công vũ trụ như bây giờ đâu. Mới hơn 10 nước bay thôi. Và bay vũ trụ là người ta thấy là nó chiếm lĩnh một cái, nghĩa là vươn tới một cái đỉnh cao của khoa học. Nên là chúng ta được tham gia cùng với Liên Xô, tất nhiên là chúng ta là tham gia cùng thôi, chứ chúng ta cũng chưa có nghiên cứu nhiều. Nhưng nó cũng thể hiện được, à, dân tộc Việt Nam chúng ta là thế. Nếu như trước đây năm 45 chúng ta độc lập, đúng không? Xong đến năm 54 chiến thắng Điện Biên Phủ thì thế giới biết đến Điện Biên Phủ, biết đến nước Việt Nam chúng ta nhiều hơn. Rồi đến năm 75 chúng ta chiến thắng đế quốc Mỹ thì thế giới càng biết chúng ta nhiều hơn. Nhưng chúng ta bay vào vũ trụ, thế giới càng thấy là dân tộc Việt Nam chúng ta đánh giặc cũng được, xây dựng cũng được, và vào các lĩnh vực khoa học chúng ta có sự giúp đỡ các nước đi trước, chúng ta cũng theo kịp các nước ở trên thế giới. Thì đấy là một cái ý nghĩa rất lớn. Chính Liên Xô là các bạn phát biểu xong trong cái quá trình bay vũ trụ, các bạn phát biểu là tình hữu nghị giữa Việt Nam và Liên Xô đã có từ dưới đất, từ mặt nước, từ trên trời, bây giờ là lên không gian vũ trụ. Thế cho nên người Việt Nam bay vào vũ trụ thì toàn thế giới hiểu được à, dân tộc Việt Nam chúng ta như thế nào. Chứ trước đấy chưa phải mọi người đã hiểu hết được đâu. Thế thì bay vào vũ trụ thì tôi có mang theo trước hết là cờ của Tổ quốc.
một nắm đất Ba Đình, di chúc của Bác Hồ, rồi huy hiệu của Bác Hồ, ảnh của Bác Hồ, ảnh của đồng chí Lê Duẩn. Thì tất cả những cái đó thì đem lên vũ trụ, lá cờ của chúng ta mang lên vũ trụ là thể hiện chúng ta đã có mặt trong vũ trụ, sánh vai cùng với các cường quốc. Các cường quốc thì đấy là một cái tự hào của dân tộc Việt Nam chúng ta. Và chúng ta đi đến đâu người ta nói à, người Việt Nam đã bay vào vũ trụ được. Tôi nói đấy là cái hết sức quan trọng. Và có lẽ đấy là cũng cái mốc để rồi thanh niên chúng ta sau này là phấn đấu để bay. Mà tôi lại nói trở lại Bác Hồ. Bác Hồ khi gặp ông Titov, phi công vũ trụ thứ hai của Liên Xô sang Việt Nam. Giờ còn cái ảnh Bác Hồ bắt tay ông Titov đấy. Và Việt Nam chúng ta độc nhất có một hòn đảo có tên người. Đó là hòn đảo Titov đặt ở Quảng Ninh. Khi Bác Hồ tiến gọi là đưa ông Titov đi thăm trong vịnh Hạ Long, thì Bác Hồ mới chỉ cái hòn đảo bây giờ đấy. Bác vào đây tặng cái Titov cái hòn đảo, là lấy tên đặt cái hòn đảo là tên là Titov. Thì bây giờ ngoài đó có hòn đảo Titov. Các bạn thấy có Việt Nam có chỗ nào là có đảo có tên không? Không có đâu. Đảo có tên người là Việt Nam không có, và riêng đấy có đảo Titov. Nhưng khi đó Bác Hồ nói là bây giờ Liên Xô là bay vũ trụ, nhưng rồi nhất định sau này Việt Nam cũng sẽ có người bay vào vũ trụ. Thì đấy thì dự đoán như thế, và tôi là may mắn để được đúng vào cái như vậy. Thế nên ý nghĩa của nó là như vậy. Ý nghĩa của chuyến bay đó không phải là ý nghĩa khoa học là chính, bởi vì chúng ta đã nghiên cứu khoa học chưa được nhiều. Nhưng mà ý nghĩa chính trị rất cao, ý nghĩa quan hệ đoàn kết Việt Nam Liên Xô rất cao. Và chính cái đó nó mang tầm cỡ, nâng tầm cỡ của chúng ta lên. Chứ còn nghiên cứu khoa học cho đến giờ chúng ta đã nghiên cứu được bao nhiêu vũ trụ đâu. Nhưng nó thể hiện được mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Liên Xô, Việt Nam và các nước xã hội chủ nghĩa, đồng thời thể hiện bản lĩnh của người Việt Nam chúng ta. Vâng ạ, và đó cũng chính là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam. Và Bác Trung tướng Phạm Tuân đã mang cái niềm tự hào đó và để cho bây giờ cả nhân dân Việt Nam vô cùng yêu mến Bác cho đến tận ngày hôm nay ạ. Thưa thì nhưng mà MC hỏi hết rồi, đây thì gọi là giao lưu xem mà dạ, có tăng ni Phật tử, có các cháu nào có ý kiến gì, có hỏi gì thêm và ngoài câu hỏi của MC không nhỉ? Sẽ tổng hợp ở phía dưới, và chúng cháu vẫn còn một vài câu hỏi nữa muốn dành cho Bác trước khi những câu hỏi ở phía dưới chuyển lên ạ. Thưa Bác, cái hành trình bay vào vũ trụ của Bác thì chúng cháu còn thêm một chút tò mò là từ khi cất cánh cho đến khi hạ cánh thì có những cái điều đặc biệt gì ở trên không trung, cũng như cái việc Bác hạ cánh nó diễn ra như thế nào ạ? Chắc chắn nó phải rất là đặc biệt ạ, thưa Bác. Có lẽ MC không đặt vấn đề, nhưng mà tôi xin nói thêm một tí thế này. Thế thì nói chuyến bay vũ trụ thì phải hỏi là người ta bay vũ trụ vào để làm gì chứ? Hả? Bay vũ trụ để làm gì? Thế thì ở dưới đất của chúng ta là nhiệt độ khoảng 40 độ trở lại, đúng không? 40 độ trở lại đến 10 đến 40 độ nếu như ở áp suất là 760 mm thủy ngân, đúng không? Và sức hút là bằng 1, đúng không? Nghĩa là chúng ta bằng trọng lượng con người chúng ta. Nhưng vào trong vũ trụ với tốc độ là 8 cây số một giây, nó bay tốc độ 8 cây số một giây, 300.000 cây số một giờ mà khoảng đó, thì nó tạo thành cái lực ly tâm cân bằng với lực hút của trái đất, nên là không có trọng lượng. Thì cái không trọng lượng đó vô cùng quý giá. Ở dưới đất chúng ta không bao giờ tạo được. Dưới đất chỉ có tăng trọng lượng thôi, chứ có giảm trọng lượng không tạo được. Thế thì ở trong vũ trụ người ta nghiên cứu cái gì trong vũ trụ? Thì cái thứ nhất, tận dụng được cái điều kiện không trọng lượng đó, người ta thực hiện các thí nghiệm về vật lý luyện kim, đúng không ạ? Thí dụ như ở dưới đất, các cháu đây nếu bây giờ tôi hỏi không biết có trả lời đâu nhỉ? Giờ có một cái hợp kim là muốn tách ra thành các đơn kim thì bằng cách nào? Cái đó cũng không rất là giản đơn thôi, nhưng mà đôi khi có những người quên mất, đúng không? Người ta có thể là nung nóng nó ra, xong người ta dùng lực ly tâm, đúng không? Trọng lượng riêng nặng thì nó văng ra trước, trọng lượng nhẹ nó ra thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đó. Hay là bằng hóa học, đúng không? Người ta cho kết hợp giữa cái này cái kia, phản ứng tạo thành cái gì và nó đẩy cái gì ra, ví dụ như vậy. Nhưng trong vũ trụ thì hoàn toàn khác. Trong vũ trụ người ta nung nóng một thanh kim loại lên, hợp kim lên, xong người ta đưa nó vào, người ta để nó giảm nhiệt độ xuống. Thì cái nào ấy mà nhiệt độ đông đặc sớm ấy mà, thì nó sẽ đóng lại. Thì một cái anh này là ở 1.000 độ đã đông đặc rồi, thì nó đóng lại. Tiếp tục là còn chất lỏng khác,
800 độ đóng lại, 700 độ đóng lại, 500 độ đóng lại, thí dụ như vậy. Nghĩa là nó không còn trọng lượng nữa, nên là nó cứ đóng đông đặc lại theo nhiệt độ thôi. Thì đấy là một cái rất là tuyệt vời như vậy. Hay là ngược lại, từ có những cái đơn kim mà tạo thành hợp kim, đúng không? Ở dưới đất thì chúng ta là nấu nó lên, xong khoắng đều nó đi, xong để cho nó đông đặc lại. Thì bao giờ cái xen kẽ của các phân tử nó cũng không đều. Cái nào nặng thì nó xuống dưới, cái nào nhẹ nó ở trên, nó cũng phân tán nhưng nó không đều lắm. Nhưng trong vũ trụ hoàn thành, hoàn toàn là rất đều. Thế cho nên là người ta có thể sản xuất những cái vật đó ở trong vũ trụ sẽ hết sức nhẹ nhàng. Đấy, tôi nói là cái điều kiện không trọng lượng như thế. Và cái ứng dụng mới nhất giờ các bạn đang nghe mà chúng ta đang chờ đợi đây, đó là sản xuất thuốc, những loại thuốc quý, thuốc kháng sinh mà điều trị các bệnh nặng ấy. Thì nếu như ở dưới đất chúng ta sản xuất ở mặt đất ấy, trong điều kiện vô trùng nhưng nó vẫn cứ có cái gì tạp chất nó còn ở trong đó, thì chính cái tạp chất đó là những cái dễ gây ra những phản ứng phụ cho thuốc. Nhưng trong vũ trụ người ta lọc được toàn bộ những cái đó, và cái thuốc nó tinh khiết hơn và nó giảm đi rất nhiều cái phản ứng phụ. À, gần đây các bạn có nghe thấy Liên Xô đang Nga đang sản xuất cái thuốc chống ung thư, đúng không nào? Liên Xô và Nhật phối hợp với nhau đưa lên trạm IS sản xuất thuốc chống ung thư, và bây giờ thử nghiệm được 1 năm rồi, và chắc chắn là vài 3 năm nữa thì có thể là sản xuất cái thuốc đó hàng loạt để điều trị cho những người ung thư của chúng ta. À, thì đấy, tôi muốn nói là trong vũ trụ nó có những cái lợi thế như thế để chúng ta làm. Chưa kể đến là từ vũ trụ nhìn ra bên ngoài, nhìn ở dưới đất thì có không khí mà nên nó hạn chế tầm nhìn, nhưng trong vũ trụ thì hoàn toàn là không có gì cả. Đem một cái kính tiềm vọng lên vũ trụ có thể nhìn ra ngoài rất xa, và ở dưới đất là không có được cái điều kiện như thế, không có điều kiện như thế để nhìn được. Thì trong vũ trụ hoàn toàn nghiên cứu bây giờ tại sao người ta tìm ra rất nhiều chòm sao, đúng không? Rất nhiều ngôi sao, rất nhiều chòm sao, và biết bề mặt sao kim, sao hỏa, tất thế nào, thì cũng nhờ từ nghiên cứu vũ trụ như vậy. Thế còn ngược lại, đối với trái đất, đấy con người của chúng ta dưới đất thì vũ trụ phục vụ rất nhiều. Và tất cả các bạn ngồi đây, nếu không có vũ trụ thì bây giờ các bạn không vui thế này đâu. Không vui này. Đấy, bây giờ điện thoại di động đó à. Nếu như trước đây làm gì gọi điện được. Nhưng bây giờ gọi một cái là có sóng từ trên vệ tinh xuống cho các bạn. Thoải mái chat, đúng không? Internet, rồi Zalo, rồi Viber, tất cả các thứ đó là đều qua hệ thống thông tin vũ trụ hết. Đấy, trực tiếp phục vụ con người là như thế. Chưa kể đến từ vũ trụ tầm cao 400-500 cây số như thế, chụp ảnh bề mặt trái đất, người ta phát hiện rất nhiều thứ. Người ta phát hiện các dãy núi nó đi như nào, con sông nó chảy như thế nào. Và từ đó xây dựng cái bản đồ địa chất nó làm sao. Kết hợp cùng với máy bay, cùng với người dưới đất nữa, người ta tìm ra rất nhiều thứ ở dưới đất này. Và đặc biệt là tại sao bây giờ chúng ta báo bão, báo mưa tốt như vậy? Bởi vì từ vũ trụ các phi công nhìn thấy một cái đám mây, vòng thứ nhất thì nó nằm ở chỗ này, vòng thứ hai sau 90 phút nó nằm ở đây, người ta đoán ngay được hướng di động của nó là bao nhiêu. Và từ đó người ta xây dựng cái bản đồ mây, và ở dưới đất dự báo rất là dễ, đặc biệt là bão. Tôi bay ở trong vũ trụ thì lúc nào trên trái đất của chúng ta cũng có dông bão, không chớp ở phía này thì chớp ở phía kia. Nên từ những cái bản đồ mây mưa như thế, người ta dự báo khí tượng rất tốt. Thế hay là còn một cái nữa là đồng lúa của chúng ta như thế này. Đồng của chúng ta nó hẹp thôi, nhưng các nước đồng rất rộng như thế. Người ta bay trong vũ trụ hàng ngày quan sát cái màu của lúa, màu của cây, người ta phát hiện ra nơi nào có sâu bệnh, tất cả các thứ. Thì đấy, tôi muốn nói là những cái việc đó để phục vụ cho bay vũ trụ. Chứ còn chúng ta có nói nó cao xa quá, không phải đâu. Mà nó phục vụ trực tiếp loài người của chúng ta. Thế nên là chúng ta bây giờ mới là phóng vệ tinh nhỏ thôi. Nhưng mà đến lúc các nhà khoa học của chúng ta, mọi người hỏi tôi thì bao giờ Việt Nam bay nữa. Tôi bảo Việt Nam, người Việt Nam sẵn sàng bay được. Nhưng các nhà khoa học phải làm cái gì để cho phi công ta mang vào vũ trụ với là cái quan trọng. Chúc cho các cháu ở đây phấn đấu làm sao và tiếp nối được và cũng bay vào vũ trụ để thưởng thức vũ trụ, nhưng cũng khai thác được vũ trụ phục vụ cho nhân dân chúng ta ở dưới mặt đất.
Vậy là công tác bay vào vũ trụ để chúng ta thực hiện những cái thí nghiệm để phục vụ cho chính lợi ích của con người đúng không bác? Thưa bác, khi chúng cháu xem phim thì cái việc mà trọng lượng ở trong vũ trụ không có trọng lượng, cho nên là con người cứ bay lơ lửng kể cả vật dụng như vậy. Vậy thì với việc khi bác vào vũ trụ đó thì nó có khó khăn trong cái việc sinh hoạt của mình khi mà tất cả mọi thứ bị đảo lộn và không có trọng lượng như vậy không ạ thưa bác? Câu hỏi này thì cũng rất nhiều người muốn hỏi, thậm chí hỏi sâu hơn, nhưng mà nó tế nhị một chút nên là mọi người không muốn hỏi đó. Thế thì tôi muốn nói là vào trong vũ trụ mà ảnh hưởng đến con người chủ yếu là điều kiện không trọng lượng. Không trọng lượng nghĩa là con người ngồi dưới đất máu chảy như thế lên vũ trụ không có nữa thì nó lên đầu, thì đấy là một phần rồi. Cái thứ hai là con tàu nó quay suốt, con tàu trong vũ trụ nó bay không có hướng đâu, nó không phải là bay đầu đi trước đuôi đi sau đâu, nó liên tục nó quay, liên tục nó quay trong vũ trụ. Bởi vì cái bên nắng này này là nhiệt độ là 80 độ dương, bên này là nhiệt độ 80 độ âm. Thế nên con tàu bắt buộc nó phải quay để các bên đều nắng đều và lạnh đều, để làm sao mà con tàu nó không bị đóng băng một bên, mà một bên nó nứt ra nó nóng quá, đúng không? Thế là lấy bên nóng nuôi bên lạnh, lấy bên lạnh nuôi bên nóng, cứ quay 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 như vậy. Nên là con tàu liên tục quay chứ không đứng im. Thế thì con tàu quay, rồi con người bên trong cũng quay. Thế cho nên là nếu như ai thần kinh không tốt, đi xe mà đã thấy nôn nao một tí thì không nghĩ được bay vũ trụ được đâu, phải rèn luyện thật tốt. À, thì đấy là cái thứ nhất, là cái điều kiện như vậy. À, thế còn thì từ cái chỗ đó vào trong vũ trụ thì cái con tàu của họ nhỏ lắm, chỉ có khoảng nhỏ hơn cái khoảng phòng 10-15 mét vuông thôi. Thế mà 4 phi công sống trên đó rất nhiều năm, nên là bầu không khí trên đó nó ô nhiễm. Đó. Chúng tôi là không khí trong người hít vào thở ra, người ta lại lọc lại cái các khí carbonic đó thành oxy, lại thở hít vào lại thở ra. Thế còn nước chúng ta uống vào mỗi ngày 2,5 lít nước lại cũng thải ra đó, thì thu cái nước thải ra để rồi thì lọc lại dùng trở lại. Thí dụ chúng ta ngồi nó bốc hơi mồ hôi lên lại thu trở lại và lọc lại, khi cái máy nó báo lọc tốt rồi thì lại lấy nước đó sử dụng bình thường. À, thì đấy là trong vũ trụ. Hay là cốc nước trong vũ trụ ở dưới đất thì như thế này, chúng ta có thể uống một cách thoải mái, nhưng mà trong vũ trụ nó không có trọng lượng, nên là anh có dốc ngược nó xuống, dốc ngược nó xuống thì nước nó vẫn nằm ở trong đó, nó không chảy ra ngoài. À, nên là mọi thứ là làm sao là phải dùng ống là một, dùng áp suất là hai để mà uống. Hay là nước ở trong này có thể bốc ra thế này, thả ra nó trôi xung quanh mình giống như trẻ con mà thổi cái bọt xà phòng ấy đó, các cháu chắc là chơi kiểu đó rồi. Thế thì phi công tiến đấy vun vun nó lại rất nhẹ nhàng, vun nó lại thành một đống, xong lại cầm lại uống. À, đó, trong sinh hoạt trong vũ trụ rất hay như vậy. À, thế cho nên là sống ở trong đó thì thích, nhưng mà cực kỳ căng thẳng. Thế muốn bay, muốn chuyển động từ đây sang kia thì không có đi, không có đứng, không có gì được cả. Con người lúc nào cũng bơi. Còn chúc đầu xuống, giơ đầu lên thì là cái chuyện nó không có cảm giác gì, đâu là trời, đâu là đất nữa. Thế muốn sang đây thì chỉ cần ấn nhẹ vào cái thành tàu cái thì nó từ từ nó trôi sang bên kia. À, ấn khỏe một cái nó trôi, nó làm cái rầm một cái. À, thế còn tắm rửa trên đó thì không nước không tắm được, bởi vì nước mở vòi ra nó không chảy. Thế chỉ cầm những cục nước ấy xoa lên người thế này thôi, xong rồi lấy khăn ướt để lau thôi chứ không dùng được. Thế còn đi vệ sinh thì nó có một cái xí bệt riêng, thế nó hút tất cả chất thải rắn, tất cả lỏng nó hút lại, nó lọc, nó lấy nước, còn phân thì nó thải ra. Nhưng phân ở trong vũ trụ, rác thải trong vũ trụ cũng khó lắm, chứ không phải như dễ như chúng ta đâu. Gói rác để đem ra cái chỗ cô thu hót rác để vứt không thể được, phải gom nó lại mấy ngày, xong rồi bỏ nó vào một cái thùng nhỏ nhỏ, xong lại đóng cửa lại, giảm áp suất ở cái thùng đó đi bằng không, xong mới mở cái cửa bên ngoài để cho nó tung cái rác ra ngoài vũ trụ, xong lại đóng vào, lại tăng áp suất lên. Mỗi một lần vứt rác thì con tàu lại giảm áp suất đi mất một ít. Thế nên người ta rất hạn chế vứt rác ra ngoài vũ trụ. À, thì đấy là muốn nói là sinh hoạt trong vũ trụ là như vậy. Nên là để thích nghi được với nó thì cũng phải tập. Thí dụ như là trước khi bay là khoảng một vài tháng là phi công vũ trụ là nằm ngủ ấy, là người ta kê cái chân giường cao hơn đầu giường 15 độ, 20 độ mà không có gối, để luôn luôn ngủ ở cái góc nghiêng 15, 20 độ như thế này để quen với lại máu nó tích lên đầu.
Thế rồi ban ngày tập thì là buộc người vào trong cái phản ấy, xong dựng ngược lên, giơ chân lên trời 90 độ, chúc đầu xuống đất, nằm như thế 30 phút, xong lại lật trở lại, đứng im 30 phút, lại lật trở lại 30 phút, để làm sao quen với lại cái thay đổi máu lên đầu. Rồi các món ăn cũng phải ăn đúng như mang vào vũ trụ. Bởi vì mang vào vũ trụ chỉ cần cái gì nó bụi một chút thôi, bánh mì anh bẻ bẻ ra chẳng hạn, thế là nó bay lung tung. Bay lung tung thì nó hút vào những cái điều hòa, hút vào những cái máy khác là nó tắc là không được. Nên là mọi thứ ăn trong đó đều phải chế vào trong một cái ống thuốc như thuốc đánh răng của chúng ta ấy. Thế rồi đến bữa thì của ai người đó là bóp vào miệng mà ăn thôi. Nên là ăn uống trong vũ trụ nó không sung sướng gì cả. Thôi nhưng mà phải làm việc, phải sống nên là ăn. Nên là tôi bay vũ trụ về chưa bao giờ xuống dưới 70 cân. Thường thường là 74 cân thì bay về còn có 69 cân. Có lẽ là gầy nhất trong suốt quá trình phi công. Và còn một thắc mắc nữa là đó là nếu mà khi ngủ mình không có trọng lực như thế nào thì làm sao để mình có thể nằm ngủ được khi ở trên vũ trụ ạ thưa bác? Còn ăn ngủ nghỉ ở trong vũ trụ nó thích lắm. Ngoài giờ làm việc rồi thì chúng tôi thưởng thức các cái trò chơi. Thí dụ như là muốn đọc quyển sách chẳng hạn thì mở quyển sách ra để trước mặt, xong rồi khoanh tay nằm như thế này, sách với người cùng bay, cùng bay, không có phải cầm cái gì hết. Hay là ăn chẳng hạn thì vo vo cái viên bánh mì lại để làm sao nó chặt chặt, xong thả ra nó bay lơ lửng, xong rồi mình bơi bơi lại hớp y như cá, như cho cá vàng ăn ấy. Cũng rất là hay. Thế rồi thì đi ngủ thì con tàu đó như thế này thì ai thích ngủ chỗ nào thì ngủ. Có thể quen rồi thì không cần ngủ ấy, cứ nằm khoanh tay vào thế là nhắm mắt là ngủ thôi. Nhưng nó sẽ trôi lơ lửng đi bên phải, đi bên trái thế này, nên là người ta phát cho mỗi người một cái túi. Chui vào cái túi đó, xong rồi tìm cái chỗ nào đó, buộc nó vào để nó khỏi trôi, thế là ngủ thôi. Còn không quan tâm gì đầu đuôi, không quan tâm gì gối, không gì hết. Thế ngủ đến giờ thì chuông nó báo thì dậy. Nghĩa là ăn, ngủ và sinh hoạt nếu mà bình thường mà người đã chịu đựng được rồi thì nó thích lắm. Nhưng mà lúc đầu lên nó say thì thôi rồi, không thể tưởng tượng được rằng nó mệt, nó ấy như thế nào. Nếu mà không có ý chí tốt và không quyết tâm thì chắc là những ngày đầu khó mà làm việc được. Vâng ạ, vâng thưa bác, vậy thì từ trên vũ trụ bác có nhìn xuống được Việt Nam không ạ? Và cảm xúc của bác khi như thế nào khi mà bác nhìn được xuống Việt Nam ạ thưa bác? Trên vũ trụ thì nếu như không có mây thì nhìn mặt đất khá rõ. Những con sông lớn, những cái cầu lớn, những thành phố lớn hoàn toàn có thể nhìn thấy được. Nhưng mà đặc biệt Việt Nam chúng ta là vào cái vị trí rất là lợi thế. Đó là chúng ta sát bờ biển, có cái mũi Cà Mau nó kéo dài cái đuôi ra bên ngoài. Và giữa bờ biển và đất liền thì bao giờ có sóng. Nên là chúng ta có thể phát hiện được Việt Nam rất là dễ, rất là dễ. Tôi rất bay hầu như là mỗi ngày, ngày nào cũng bay qua đất nước Việt Nam. Có ngày thì bay qua 10 giây, 15 giây. Ngày dài nhất thì bay qua hơi chéo từ Bắc xuống thế này thì nó khoảng 30-40 giây. Thế thì tôi là phi công đã bay nhiều lắm rồi, bay nhiều trên đất nước Việt Nam lắm. Thì mình bay trên đất nước mình thì mình thấy nó cũng bình thường, nó cũng gọi rất là yên, rất là ấm áp. Vì nghĩ rằng nếu mình có nhảy dù ra thì người dân ở dưới sẵn sàng là giúp đỡ tiếp đón mình. Nhưng mà bay vào vũ trụ thì cảm giác nó khác hoàn toàn. Chúng ta bay qua biết bao nhiêu là nước, mỗi vòng bay qua mấy chục nước như thế này. Nước nọ đến nước kia, cứ nhìn xuống xong đây nước này, đây nước kia, nhìn trên bản đồ xem nó chỉ ở chỗ nào. Thì qua đất nước Việt Nam thì hồi hộp lắm. Chỉ mong làm sao qua Việt Nam để nhìn xuống xem Việt Nam như thế nào. Nhìn xuống là mình đã bay trên tầm cao 10-15 cây số trên máy bay, giờ bay ở 300-400 cây số mình nhìn xem nó thế nào. Phải không? Hồi hộp lắm, mà cảm động, xúc động nữa. Thế tôi được giao nhiệm vụ là cái vòng thứ, hình như cái ngày thứ 2, ngày thứ 5 hay ngày thứ 6 thì tôi không nhớ lắm. Thì có nhiệm vụ là bay qua đất nước Việt Nam, ngoài chụp ảnh, quay phim không kể rồi, nhưng mà phát biểu chúc người nhân dân Việt Nam, cảm ơn nhân dân Việt Nam,
Và tôi khi bay qua đó, tôi có phát biểu là cảm ơn Đảng, cảm ơn nhân dân đã chấp cánh cho tôi bay, và bây giờ tôi đang bay ở trên bầu trời của Việt Nam và rất tự hào cùng với các anh, các bạn Liên Xô đang ngắm nhìn đất nước Việt Nam của chúng ta. Phải nói lúc bây giờ hết sức hồi hộp, hết sức hồi hộp. Mà tôi có lẽ là cũng tự hào và cũng rất là vinh dự là đại diện cho người Việt Nam đầu tiên được ngắm tổ quốc mình từ vũ trụ. Thực sự đó là một điều rất là tuyệt vời ạ. Vâng ạ, thưa bác, một câu hỏi nữa là khi lên đến vũ trụ và ra khỏi trái đất thì điều đầu tiên mà bác nghĩ đến là gì? Liệu có phải là gia đình, là vợ con, là mảnh đất Thái Bình, mảnh đất Hà Nội hay là Việt Nam không ạ? Và điều đầu tiên bác nghĩ đến sau khi ra khỏi trái đất đó là gì ạ, thưa bác? Cái suy nghĩ, cái tình cảm của con người chúng ta nói chung và người Việt Nam chúng ta nói riêng thì có lẽ cũng đều giống nhau cả thôi, đúng không? Ở trong nhà thì có bố, mẹ, có anh, chị, em. Ra đến ngoài thì nhớ về cái cổng nhà mình nó thế nào. Thế đi ra đến tỉnh khác thì nhớ về tỉnh mình. Thế khi chúng tôi sang Liên Xô thì lúc bây giờ cứ đau đau nhớ Việt Nam, nhưng chưa nhớ đến nhà ngay đâu. Thế nhưng đến khi bay vào vũ trụ rồi thì khác hoàn toàn. Lúc bây giờ là luôn luôn nghĩ trái đất là quê hương của mình, chứ không chỉ đến Việt Nam rồi đến Thái Bình quê tôi đâu. Luôn luôn nghĩ rằng ở dưới là trái đất. Và học cũng nói là trái đất chứ không nói gì đến đất nước nào cả. Bởi vì có tàu vũ trụ nó bay qua tất cả các nước, không nước nào được cấm. Thế và chuyến bay vũ trụ là chuyến bay vì hòa bình quốc tế. Thế cho nên là cái nhớ đầu tiên là nhớ đến trái đất. Cái nhớ đầu tiên là không biết dưới đất bây giờ nó thế nào. Chứ không phải là nhớ chung chung đâu. Lúc bây giờ Mỹ là kẻ thù, Pháp là kẻ thù. Không thể nhớ cái đó đâu, không phải nhớ cái đó đâu. Mà nhớ là trái đất của chúng ta nó tròn trĩnh như vậy, nó đẹp như vậy. Chúng ta bay như thế, chúng ta làm những việc như thế. Đầu tiên muốn là muốn trở về trái đất. Thế tôi mới nhớ là cái sau 8 ngày bay. Thì khi mà hạ cánh xuống, bay trở về trái đất, hạ cánh xuống. Bay là nó hơi phía Bắc, nó về. Thì đến lúc nó rơi cái rầm một cái xuống, sau nó nảy lên, nó kéo tôi chạy ở trên sa mạc Kazakhstan đến 5-7 cây số thế này, dừng lại cái sướng, chúng ta về trái đất rồi, cả thầy trò đều hô lên, chúng ta đã xuống trái đất rồi. Đấy là cái mừng của người phi công chúng ta là như thế. Thế cho nên là trái đất là gia đình, trái đất là nhà của chúng ta. Và cái mong muốn có lẽ là bây giờ nó còn phức tạp lắm, đúng không? Chiến tranh Trung Đông còn, Syria, Ả Rập chứ còn như vậy, nhưng làm sao mà trái đất của chúng ta hòa bình, có lẽ đấy là cái quý nhất, đấy là cái mong mỏi nhất, mà đấy là cái gì mà mọi con người chúng ta đều là mong muốn cả. Vâng ạ, qua câu trả lời vừa rồi của bác Phạm Tuân thì chúng ta cũng rút ra được một bài học cho huynh đệ thanh niên chúng mình. Khi mà chúng ta ở một cái gia đình nhỏ bé thì chúng ta chỉ trải cái tình yêu thương của mình tới gia đình. Khi chúng ta ra ngoài xã hội, cái biết của chúng ta rộng lớn hơn thì chúng ta biết yêu thương mọi người nhiều hơn. Khi chúng ta ra khỏi đất nước Việt Nam thì chúng ta yêu thương đất nước Việt Nam. Và khi chúng ta ra khỏi thế giới thì như bác Phạm Tuân vừa chia sẻ, tình yêu thương của bác là dành cho cả vũ trụ. Vậy thì huynh đệ chúng ta sẽ cùng cố gắng để nâng tầm hiểu biết cũng như nâng sự yêu thương của mình để phủ trùm rộng khắp mọi thứ. Và đây cũng chính là một bài học mà Đức Phật đã dạy chúng ta, là chúng ta phải trải lòng yêu thương tới tất cả muôn loài. Và đó cũng chính là điều tuyệt vời mà bác Phạm Tuân vừa mới chia sẻ với chúng ta ạ. Xin được cảm ơn bác rất là nhiều. Thưa bác, một câu hỏi nữa là Phó Giám đốc Trung tâm Bay đã nói rằng là người Việt Nam rất là đặc biệt, vì có những phi công ở nước ngoài khi mà trên con tàu, trước lúc con tàu phóng lên thì huyết áp đã lên tới là 180, và nếu cao hơn nữa thì chúng ta phải dừng lại cái chuyến bay đó. Nhưng mà không hiểu tại sao phi công Việt Nam thì huyết áp không thay đổi nữa. Và đó chính là một nhân chứng sống, bác Phạm Tuân ạ. Huyết áp của bác không hề thay đổi khi con tàu cất cánh, và không ai khác, chỉ có bác mới có thể giải thích được câu trả lời này ạ. Thưa bác, tại sao lại như vậy ạ? Đúng là sau khi bay thì trong một cái cuộc họp báo, ông Leonov, thiếu tướng phó giám đốc trung tâm, sau khi báo cáo tất cả các tình hình về chuyến bay rồi thì ông có phát biểu thêm. Ông có nói là người Việt Nam thì cũng rất là lạ. Có những phi công, ông không muốn nói rõ tên, rõ tuổi, rõ đất nước nào. Ông nói có những phi công mà ngồi lên nằm ở trên con tàu ấy, trước khi phóng lên là phải nằm ở trên nó 4 tiếng mà, 4 tiếng, nằm trên con tàu. Huyết áp tăng gần như kịch trần, 180. Tăng lên tí nữa là phải dừng chuyến bay, không bay được nữa. Nhưng riêng đối phi công Việt Nam thì huyết áp vẫn ổn định, vẫn bình thường, không có gì thay đổi cả. Thế thì mọi người với họ quay lại hỏi tôi,
Thế tôi bảo đúng là tôi cũng không có phải là thể hiện cái gì cả. Tôi thấy nó, chúng tôi là những phi công chiến đấu. Mà dân tộc Việt Nam chúng tôi chiến đấu bao đời nay rồi. Nên là cái chiến đấu, cái hy sinh nó cận kề lắm. Thế còn đây ngồi vào con tàu thì chúng ta dựa vào khoa học thôi. Con tàu nó tốt thì chúng ta sống. Con tàu nó hỏng thì có thể chúng ta hy sinh. Chứ còn chiến đấu với kẻ thù trước mặt đấy mà. Đó, không phải chỉ thế này thế khác đâu. Mình sơ hở một cái nó bắn mình ngay. Thế cho nên là chúng tôi đã cọ sát với chiến tranh, cọ sát với khó khăn. Tôi đã từng lật ngửa máy bay trên sân bay, đập buồng lái ra về đi đánh nhau tiếp có sao đâu. Và tôi thậm chí ngồi dưới bom, người ta bảo 50 lần B-52 nó đánh vào đầu anh rồi đấy. Tôi vẫn ngồi tôi chờ để xem B-52 nó có đánh hay không. Thế cho nên tất cả những cái đó chúng ta đã được rèn luyện, chúng ta đã trải qua thử thách rồi. Và con người Việt Nam đó mong cái dòng giống đó mang cái truyền thống thế rồi. Thế cho nên là bay vào vũ trụ chúng ta rất tự tin, không có lo lắng cái gì cả. Chính cái tự tin của chúng ta đã mang lại cái bình tĩnh và cuối cùng nó giữ được cái mọi điều bình thường cho con người chúng ta. Vâng ạ, và đó cũng chính là ý chí, là tinh thần của một chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam thể hiện qua từng lời nói, sự dũng cảm, sự mưu trí. Vâng ạ, thưa bác ạ, may mắn có lẽ là bác đã từng chia sẻ rằng là may mắn có lẽ là một cụm từ đã gắn bó với tôi từ lúc đặt chân vào quân ngũ cho tới ngày về hưu. Nhưng chỉ may mắn thôi thì chưa đủ, cơ hội chia đều dành cho tất cả mọi người. Và tôi tự hào vì chưa bao giờ phải bon chen để có được bất cứ cơ hội nào. Tất cả đều đến với tôi một cách tự nhiên. Cái riêng ở tôi có lẽ chính là sự bản lĩnh, biết nắm bắt, biết tận dụng và khai thác tối đa những cơ hội mà số phận đã dành cho mình và biến nó trở thành một chiến tích lịch sử như bây giờ. Vâng ạ, thưa bác, dựa trên quan điểm này thì bác có chia sẻ như thế nào đối với tất cả các thế hệ thanh niên của chúng cháu đang ngồi ở đây, những thế hệ tương lai của đất nước với những điều mà bác đã trải qua, với những kinh nghiệm mà bác đúc rút được từ chính bản thân mình ạ, thưa bác? Cái chuyện may mắn thì tôi đã nói ở trên rồi, đúng không nào? May mắn là thời cơ. Thời cơ nó đến, nếu mà chúng ta có bản lĩnh thì chúng ta chấp thời cơ và chúng ta có thể là làm nên kỳ tích nào đó trong các lĩnh vực khác nhau, đúng không nào? Thế thì tôi thì cũng đã trải qua những cái bước thăng trầm, cũng có lúc đánh nhau thắng, cũng có lúc thì nó đánh mình, rồi thì qua bay vũ trụ, rồi thì cũng làm các công việc này khác. Nhưng mà đây nếu mà thế hệ trẻ chúng ta bây giờ ấy, thì đất nước hòa bình như thế này rồi, có muôn vàn sự lựa chọn. Đó là muôn vàn sự lựa chọn. Anh chọn nghề gì cũng được. Anh chọn nghề gì, anh học sinh rồi thì chọn làm nhà khoa học, hoặc bác sĩ, hoặc giáo sư, hoặc anh chọn thành phi công, thành một công nhân nào đó, đều có sự lựa chọn được cả. Nhưng với qua những cái gì mà tôi trải qua thì tôi nghĩ rằng là thế hệ trẻ chúng ta được sống trong bầu trời hòa bình như thế này là may mắn lắm rồi. Nhưng cái đầu tiên mình hãy đánh giá cho nó đúng mình. Đánh giá đúng mình. Mình học đến đâu, sức khỏe mình đến đâu, mình ý chí như thế nào, tâm lý như thế nào, để rồi mình chọn ngành, chọn nghề cho nó đúng. Ai cũng muốn chọn cái ngành nghề tốt, đúng không? Ai cũng muốn làm việc thật tốt. Nhưng có người làm việc ở cái ngành này rất tốt, nhưng mà chuyển sang ngành này không được. Đó. Có những người làm bác sĩ có thể rất tốt, nhưng mà bảo sang lái máy bay thì chưa chắc đã tốt. Nhưng mà có người lái máy bay được, nhưng mà học cái khác chưa chắc đã được. Thế cho nên cái đầu tiên là trong quá trình tích lũy, trưởng thành, lớn lên, chúng ta suy nghĩ cho nó thật đầy đủ xem là khả năng của mình, nghĩa là mình đánh giá đúng mình đang ở vị trí nào. Rồi thì từ đó mình chọn ngành, chọn nghề. Và chọn rồi thì chúng ta phải quyết tâm chọn nghề nào làm giỏi nghề đó, nghĩa là phải có bản lĩnh, đúng không? Bản lĩnh thì nó xoay vào hai vấn đề thôi. Bản lĩnh là đầu tiên phải có ý chí, mong để làm cho được. Nhưng cái thứ hai trong bản lĩnh đó là biết cách làm, đúng không? Muốn làm rồi nhưng phải biết cách làm sao làm được. Thì đấy, chọn ngành nghề rồi thì phải biết cách bồi dưỡng, tu dưỡng mình. Và không phải ai cũng giỏi ngay được. Như tôi đấy chẳng hạn, đầu tiên sức khỏe có đủ đâu. Thế nhưng rồi thì đi học thợ máy rèn luyện, rồi chúng ta trở thành phi công. Rồi phi công rồi đến lúc rèn luyện trở thành phi công vũ trụ được. Thì tôi nghĩ các cháu cũng có thể rèn luyện được. Những cái gì có thể khiếm khuyết ban đầu, chúng ta có thể rèn luyện để chúng ta khắc phục những khiếm khuyết đó được. Thì mong rằng các cháu hãy tự tin,
quyết tâm, có ý chí, có nghị lực để xây dựng một bản lĩnh Việt Nam, một trí tuệ Việt Nam như ông cha chúng ta đã làm qua các thế hệ khác nhau, và để rồi trở thành một người công nhân thật tốt. Bất cứ ngành nghề nào chúng ta cũng hoàn thành tốt. Tôi nghĩ đó là cái thiêng liêng nhất và cái phụng sự nhất cho Tổ quốc, cho nhân dân và cho gia đình mình. Vâng, con thưa sư phụ là khi mà chúng con trước buổi giao lưu chúng con đến nhà bác Phạm Tuân thì bác có nói là đừng có bao giờ hỏi bác một cái câu hỏi rằng là có lời khuyên gì về thế hệ trẻ, bởi vì thế hệ trẻ bây giờ các cháu nó giỏi lắm, mình không thể bằng các cháu như bây giờ được, để mà đưa ra lời khuyên thì có gì chỉ là một cái lời chia sẻ thôi. Thế để chúng ta thấy được rằng là một cái nhân chứng lịch sử như thế này, một tượng đài về sự dũng cảm và hy sinh như thế này, nhưng bác thực sự là một người vô cùng khiêm tốn đấy, quý vị Phật tử có thấy không ạ? Vâng ạ, bác rất là muốn có những câu hỏi giao lưu với các bạn thanh niên Phật tử nếu có ở trong chương trình ngày hôm nay ạ. Thầy trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Văn Thông là Phó Chủ tịch Thường trực của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây thăm các Phật tử chúng ta, cũng thăm anh hùng Phạm Tuân trong đây. Nha, về. Mọi người cho tràng pháo tay cho thầy. Nha. À, thầy xin hỏi, sư phụ xin hỏi chút xíu. Anh giải thích giùm những cái huy chương anh đeo trên ngực, cái nào là của cái nào, cái nào. Có lẽ là tôi rất là cảm ơn Thượng tọa. Là một chiến sĩ trong quân đội dân Việt Nam mà đã phục vụ trong quân đội tới gần 50 năm phục vụ trong quân đội. Và cũng như vừa rồi tôi đó kể chuyện thì cũng có những cái may mắn, nên là cũng được Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước dành cho những cái phần thưởng quý giá. Thế thì tôi thì được thưởng hai huân chương cao quý nhất của Liên Xô. Một huân chương là huân chương Lenin, đeo phía bên này. Và ở Việt Nam thì được thưởng huân chương Hồ Chí Minh hạng nhất. Bây giờ là Hồ Chí Minh có ba hạng, thì bây giờ huân chương Hồ Chí Minh không có hạng nữa, là huân chương Hồ Chí Minh hạng nhất. Còn cũng được thưởng bốn huân chương quân công và huân chương chiến công. Và các huân chương chiến sĩ vẻ vang thì cũng đầy đủ cả. Thì đấy là những huân chương cao quý Đảng, Nhà nước dành cho. Thế còn MC hay nói nhiều đến anh hùng, thì trên ngực tôi có ba cái huy hiệu anh hùng. Một cái huy hiệu anh hùng hồi đánh B-52 là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là năm 73. Nếu mà tôi đánh nhau tháng 12 năm 72 thì đến năm 73 được tặng thưởng. Còn cái huân chương ở giữa, anh hùng ở giữa là anh hùng lao động. Khi tôi bay vào vũ trụ thì bây giờ là Liên Xô thì tặng thưởng cái anh hùng ngoài là anh hùng Liên Xô. Nhưng Việt Nam thì đầu tiên là quyết định tặng thưởng tôi là anh hùng lực lượng vũ trang. Nhưng mà sau đó hai bên cũng bàn bạc, bảo nếu là anh hùng lực lượng vũ trang thì coi như bay vào vũ trụ lại làm nhiệm vụ quân sự trong vũ trụ. Nên là cuối cùng thôi thì chuyển sang thành anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là huân chương thứ hai. Nên là trên ngực tôi là ba cái danh hiệu anh hùng. Vâng ạ, có một câu chuyện bên lề mà con muốn chia sẻ với toàn thể đại chúng ngày hôm nay. Đó chính là bác Phạm Tuân không chỉ là một cái người chiến sĩ dũng cảm mưu trí, mà khi ở nhà bác còn là một người chồng, người cha vô cùng tuyệt vời. Khi mà... Thế bác có vợ rồi à? Dạ. Thưa sư phụ, và có một câu hỏi con hỏi bác khi ở trên xe là: bác ơi, khi hồi còn trẻ cháu xem ảnh bác đẹp trai như thế này, mà khi mà bác bay sang bên Nga thì bác có phải lòng của một cô gái nào không? Bác nói không, rất nhanh. Cháu có biết câu này không? Trai tài mà lại trung tình, không đâu sánh nổi Thái Bình quê tôi. Và bác trả lời cho cháu câu bác trả lời cho con câu hỏi đấy mà con đứng hình luôn, không thể nói đây là một câu gì, và đây là một câu trả lời quá là xuất sắc ạ, đúng không ạ? Vâng ạ, ngày hôm nay thực sự là một cái điều tuyệt vời đối với tất cả đạo tràng chúng con, vì đã được chứng kiến một cái nhân chứng sống lịch sử như thế này. Bác đã đưa chúng cháu quay trở về một cái thời kỳ lịch sử của đất nước. Bác đã tăng thêm cái niềm tự hào và cái tinh thần yêu nước trong thế hệ trẻ của tất cả chúng cháu đang có ở đây ngày hôm nay. Và cái tình yêu dân tộc đó được hun đắp từ những cái con người lịch sử như bác. Và một lần nữa, thay mặt cho đại chúng Chùa Phật Quang, từ đáy lòng mình, chúng cháu thực sự chân thành cảm ơn những tình cảm và những điều tuyệt vời mà bác đã mang đến chương trình ngày hôm nay. Cả nhân dân Việt Nam yêu mến bác và cả đạo tràng Chùa Phật Quang vô cùng yêu mến bác ạ. Một lần nữa xin cảm ơn Thượng tọa Thích Nhật Quang, cảm ơn tất cả các tăng ni Phật tử đã dành cho tôi tình cảm hết sức tốt đẹp hôm nay. Chúng ta học lịch sử dân tộc, chúng ta nghe nói tới Lý Thường Kiệt. Chúng ta
hình dung đó là một cái anh hùng vĩ đại của dân tộc ta. Rồi ta chỉ biết thờ kính trong các đền, ta chỉ biết ca ngợi trong cái câu thơ, câu nhạc. Khi chúng ta nghe đến Trần Hưng Đạo, chúng ta nghe đến Phạm Ngũ Lão, chúng ta nghe đến anh hùng Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung, anh hùng trong lịch sử mà làm thành những thiên hùng ca của dân tộc ta, ta cảm động vô vàng, lòng mình với sự ngưỡng mộ là bất tận. Có nhiều khi ta chỉ nhìn thấy cái hình tượng đó qua cái phim, qua kịch, rồi tạm thời là tưởng tượng anh hùng vĩ đại như vậy. Nhưng ngày hôm nay vậy, đi qua những cuộc chiến tranh khốc liệt, chúng ta đã giành lại được chiến thắng, giành lại được hòa bình, độc lập, thống nhất, tự do cho dân tộc ta. Biết bao nhiêu anh hùng phải ngã xuống, biết bao nhiêu xương máu phải đổ xuống để cho đất nước này đứng dậy. Trong cái bao nhiêu xương máu đó, bao nhiêu anh hùng, bao nhiêu công trạng đó, thì ta có một anh hùng, ta có một anh hùng giờ này mà còn sống, còn ngồi đây trước mặt chúng ta. Mà ta không phải hình dung tưởng tượng như là mình chỉ tưởng tượng về Lý Thường Kiệt, về Lê Lợi, về Quang Trung, về Phạm Ngũ Lão như vậy. Mà anh hùng Phạm Tuân, anh hùng Phạm Tuân còn sống trước mặt chúng ta. Mà nãy ta nghe nói là cái người chiến sĩ phi công chiến đấu vũ trụ là phải rèn luyện toàn diện về thể lực, tâm lý, cái sự thông minh về kỹ thuật, hiểu biết trên mọi lĩnh vực. Vì nó là một đòi hỏi cái công nghệ, khoa học, kỹ thuật, cái kiến thức về đó rất là cao mới ứng xử được. Ta không ngờ là anh hùng Phạm Tuân ta còn một khả năng khác nữa. Đó là gì? Hùng biện, khả năng hùng biện. Nói cực kỳ hấp dẫn, nói rất là hay. Nghe từng giây, từng lời, từng chữ không thừa, không thiếu. Nghe cứ muốn anh nói hoài, nhưng mà anh nói hoài thì không lẽ mình nghe hoài nữa cũng kỳ. Chứ sự thật là nghe cực kỳ hấp dẫn. Ta không ngờ ta còn có một anh hùng hùng biện nữa. Hồi nãy mà điều mà làm cho tất cả cái hội chúng chúng ta đi cảm động, anh nói rằng bản lĩnh Việt Nam, trí tuệ Việt Nam, dòng máu Việt Nam, anh hùng, tài giỏi, khiến cho các nước, cả các nước bạn và các nước thù địch đều cũng phải nể phục. Những điều đó làm cho chúng ta hết sức là cảm động cái lời nói của anh. Anh không dành cái công lao đó cho riêng mình, mà anh nghĩ rằng cuộc chiến đấu này, cuộc chiến thắng này là cuộc chiến thắng của toàn dân tộc, một cuộc chiến thắng, cái công lao của sự tổng hợp của rất nhiều người. Anh nâng cái tầm, cái tâm của anh lên tới tầm của vũ trụ khi anh đưa ra một cái ví dụ thế này. Ta đi ra xa nhà, ta nhớ cái cổng nhà. Ra khỏi cái tỉnh khác, ta nhớ về tỉnh ta. Qua nước khác, ta nhớ về nước ta. Mà khi bay lên vũ trụ rồi thì mới hiểu rằng cái thế giới này, trái đất này là một ngôi nhà chung. Lúc đó chỉ có một cái tình yêu nhân loại, chỉ có một khát khao về một thế giới hòa bình, yêu thương, tử tế. Lúc đó thầy vừa mới nghĩ, ai mà cứ hiếu chiến, muốn gây chiến, cứ cho bay lên vũ trụ một lần, xuống lại là sẽ yêu thương nhau, sẽ yêu thương nhau. Theo đúng là liệu pháp mà bác Phạm Tuân vừa nói ra như vậy, nó tự nhiên cái tâm lý là như vậy. Hôm nay cái sự có mặt của anh hùng Phạm Tuân, anh cho chúng ta biết bao nhiêu cảm xúc, anh dắt tâm hồn chúng ta đi qua hết cung bậc này tới cung bậc khác. Phải nói rằng buổi chiều hôm nay chúng ta đã được một buổi chiều cực kỳ hạnh phúc. Đúng phải không ạ? Ta quá hạnh phúc. Hôm trước cách đây 2 ngày, đại diện cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng ủy và các ban ngành, anh Đặng Văn Thông đã đến đây để tặng quà Vu Lan và có nhắn lời để thăm hỏi tất cả các Phật tử về đây dự lễ Vu Lan chùa Phật Quang. Nhưng khi mà nghe tin rằng có anh hùng Phạm Tuân thì anh Thông đã nói rằng anh sẽ về lại để được thăm anh hùng Phạm Tuân, dự ăn một bữa cơm chiều với anh hùng Phạm Tuân và cũng để trực tiếp mà thăm hỏi các Phật tử. Đây là cái tình cảm của chính quyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gửi đến cho tất cả tăng ni Phật tử của chúng ta trên khắp mọi miền đất nước về đây dự lễ. Thì thầy cũng xin kính mời anh Đặng Văn Thông lên tặng cái kỷ niệm chương cho anh hùng Phạm Tuân trong cái buổi giao lưu tuyệt vời này. Xin kính mời anh.
ta thấy đây cái kỷ niệm chương ghi là chữ dòng máu oai hùng, đúng với cái nội dung mà bác Phạm Tuân đã trình bày ngày hôm nay. Rồi. Thôi hôm nay đặc biệt, thầy mời tất cả mọi người đứng lên. Tất cả mọi người đứng lên. Tại ít có khi nào ta có cơ hội đứng trước một cái anh hùng như vậy. Cái khoảnh khắc này thật là đáng yêu, thật là đáng nhớ. Cái cảm xúc này có thể đi theo chúng ta suốt cả cuộc đời. Chúng ta nhớ rằng như vậy, chúng ta mang trong tim mình cái dòng máu oai hùng, nên không bao giờ được làm điều gì hổ thẹn với cha ông. Tất cả cuộc sống này xin hiến dâng cho Tổ quốc Việt Nam nha. Đất nước yên bình quy cùng thế giới.